Tao lôi nó ra để tiếp đám khách người Mỹ chứ gì. Mày là con đĩ mà dám lên mặt với tao hả mày? Mẹ mày! Con quỷ cái dám đến tao hả mày? Tụi mày định làm loạn hả? Dạ, em lôi cái con nhỏ kia ra tiếp đám khách người miền đó anh. Mà cái con đĩ này nè, nó tát vô mặt em á. Mày nói ai con đĩ hết thằng chó? Tôi sẽ ngủ với thằng Miên, nhưng với điều kiện. Mày còn dám ra điều kiện với tao nữa hả? Thứ nhất, tôi chỉ chấp nhận bán thân duy nhất lần này. Chị, là để cho ông đạt được mục đích. Thứ hai, bé Thành, nó sẽ làm gì cho tôi? Nó sẽ sử dụng máy tính soạn thảo văn bản hợp đồng và không phải tiếp khách nữa. Được, tao đồng ý. Chưa hết, mày đừng có được voi mà đòi tiên, hiểu chưa? Ông đã chọn tôi làm trợ lý thì ông phải tôn trọng tôi một chút, không được xưng hô như kiểu bây giờ nữa. Và cái bọn cô hồn cát đảng của ông cũng phải biết điều với tôi hơn. Biết điều cái đầu của mày á. Dạ. Còn điều kiện gì nữa không? Kể từ bây giờ, mày phải coi Hai Hiền như thằng Phong lúc trước, nghe rõ chưa? Dạ, dạ rõ ạ. Biết. Chả biến. Thôi, em bật nóng đi. Sự nghiệp của anh nằm trong tay của em đó. Của mày đó. Ngày mai anh sẽ đi mua một cái laptop để phụ việc cho chị Hiền, nghe nói chưa? Nhớ đó, để làm việc chứ không có chơi game, nghe chưa? Chị, sao chị đi làm như vậy? Chị không còn cách nào khác. Chị có cách đó, chị mới có cơ may tiếp cận được ba Ngọc. Như vậy, như vậy chị đau đớn lắm. Muốn cứu được em thì phải biết hy sinh, còn muốn báo được thù thì phải biết đau đớn. Ba nước nữa là ăn rồi. Dạ. Ủa, chú làm gì vậy? Dạ. Dạ, xin lỗi cậu Huy. Dạ, tôi làm xong hết việc rồi. Tôi tính chơi ván cờ cho nó thư giãn đầu óc đó mà. Dạ. Cậu Huy có sai biểu gì á, tôi làm ngay à. Dạ được. Vậy chú ngồi xuống đây, làm với tôi một ván cờ. Dạ. Dạ cậu. Tôi đang rảnh, chú cũng đang rảnh mà. Hai chú cháu mình làm ván cờ đi. Dạ. Vậy vinh dự cho tôi quá. Nhưng mà cậu Huy à, tôi sợ ông bà chủ thấy được sẽ đầy tôi chết à. Chú yên tâm, tôi cho phép chú mà. Dạ. Cứ chơi thoải mái đi. Dạ dạ. Mày nói cái gì? Mày nói làm sao? Ăn chia 50-50 lần sao? Thằng cửa đó nói, nó chỉ là chiêu dụ thôi, sau đó sẽ bẻ kèo hạ thấp xuống cho anh em tụi mình. Má, như vậy là không chấp nhận được.
Dự án á là 10 tỷ chứ có đâu. Tự nhiên thằng Tám mặt quỷ đó đòi bỏ túi 5 tỷ là sao? Trong khi đó siêu suối vỏ cắn lụ đạn, nó mới đưa cho 5 tỷ. Phải trả trong vòng 3 tháng. Mẹ nó, bên Trọng bên Khinh là sao? Thằng Tính ghẻ vợ đâu? Thằng Tính ghẻ đâu? Nhóm chấp đầy rô xì quê ngài, mình mềm bập bề. Nhóm có sân khứng anh chân đây. Chữ gì mà lằn quằn như con dung? Dốt chữ như tao cũng bó tay. Đây là giấy tờ khu đất mà mình sẽ xây xong bài. Nó giao cho mình để giữ làm tin. Ok, tốt quá. Mày nói với tụi nó, mình sẽ hùng 3 tỷ góp vốn với tụi nó. Buộc nhóm đâm nuôn bay cọt. Đập cọt tập bàn. Nó nói 3 tỷ quá ít, ít nhất là phải 10 tỷ mới đủ. Mày có bị điên không? Toàn bộ vốn xây dựng sòng bài, đầu tư thiết bị chỉ có 20 tỷ à, mà mày bắt tao hùng một nửa. Trong khi tao có trách nhiệm kéo khách từ Việt Nam qua cho mày để xẻ thịt. Mày là ông nội tôi chắc. Ông đừng có nóng quá, hư bột hư đường hết. Mày mà lộn xộn, tao cho mày mấy viên kẹo đồng đen, đem về nhận cho hết. Cái gì? Mày muốn bán tao hả? Mày biết tiếng Việt hả? Biết sơ sơ một chút. Mày có coi phim Máu Nhuộm Sông Bài chưa? Tao nhỡn chút xíu mà. Tụi bay ghê quá. Tao sẽ hùng 5 tỷ, còn 2 tỷ á tuần sau tao mới giao được. Mày đồng ý không? Tao đồng ý. Nhưng mà mày phải biết điều một chút. Có qua phải có lại mới tỏa lòng nhau chứ. Lần sau. Tao phải con nhỏ này nè. Mày gan nó cho tao làm vợ. Khi nào mày trồng tiền đủ, tao trả nó lại cho mày. Ok. Không được. Nó là thư ký của tao. Nó theo mày thì ai lo công việc cho tao? Tôi không có theo ông được đâu. Mày giữ giấy tờ đợt của tao á thì lo cái gì? Hoặc là mày bán nó cho tao, tao trừ cho mày 2 tỷ luôn á. Ông coi tôi là nô lệ hả? 2 tỷ hả? Ừ. Không được. Tao mà làm như vậy thì giang hồ không coi tao ra gì hết. Giờ sao? Nhưng nếu á mà mày muốn ngủ với nó, tao sẽ chịu. Ông Siêu. Thôi cũng được. Vậy thì mày vô phòng trước đi. Hôm nay tao sẽ đãi cho mày một chầu quan lạc, ăn kê thỏa thích, được chưa? Ok. Ông coi tôi là nô lệ tình dục để đổi chác hả? Lúc trước ông hứa với tôi thì sao? Rồi bây giờ ông giở trò lật lọng vậy? Mẹ mày! Em chịu khó chút đi. Mối làm ăn này lớn lắm. Anh mà thành công á thì anh sẽ tách ra khỏi tổ chức, làm vua một cõi. Đời em á cũng sẽ lên hương theo mà. Nhưng mà tôi không chấp nhận. Mẹ mày! Tao nói ngọt mày không nghe phải không? Mày nên nhớ, mày chỉ là một con đĩ thôi, nghe chưa? Mày đừng có để tao đổi khùng. Tao bắt mày về vị trí cũ của mày, nghe rõ chưa? Đó. Mẹ mày nhớ đó. Shh.
anh chỉ có một lựa chọn duy nhất. Hoặc là thằng tám mặt quỷ, hoặc là thằng đặc khung này. Có nó, không có tôi. Nhưng đây là ý của ông lão. Không lẽ anh tính cãi lại ông lão à? Mày im. Mày không có cửa để nói chuyện với tao. Im. Anh nói cái gì? Huy, bình tĩnh. Ngồi xuống đi. Thằng Huy nói không sai. Đây là chiến lược quan trọng của ông lão để hợp nhất giang hồ thành phố. Vì chỉ còn băng của tám mặt quỷ là mạnh nhất. Mày phải tính tới đường dài. Mà đừng chấp nhận những chuyện giật giảnh chứ đặc cùng. Ở trong giới này, ai cũng thừa biết tôi và thằng tám mặt quỷ ân oán chồng chất như núi. Tôi có thể nhân nhượng với bất kỳ ai, nhưng thằng tám mặt quỷ thì không. Nếu ông lão chấp nhận tám mặt quỷ vào tổ chức, tôi xin rút. Nếu mày rút thì thừa biết hậu quả ra sao rồi chứ. Không còn thế lực của ông lão thì tôi chèo sẽ nhanh chóng lụm mày thôi. Đừng đem anh Tư ra mà hù dọa tôi. Không có anh Tư thì có hàng trăm hàng ngàn công an trong sạch khác, họ sẵn sàng làm thịt tôi nếu cần. Và nên khi tôi ra riêng rồi là tôi chấp nhận chơi tới cùng. Có vẻ mày đang học chiêu ăn giả của xìu sủi thì phải. Tôi nói là tôi làm, đừng có thách tôi. Tao không nghi ngờ điều đó. Nhưng mày có hiểu mày đang nói cái gì không? Thằng cẩu này, nó mới ăn mà cẩu hả? Anh hai, anh mà không giải quyết vụ này nhanh chóng sẽ có đụng độ lớn đó. Gia Trang Hoa, Thế ơi. Ủa, em sao vậy? Bà ơi, anh em cháu của em với Tía nè. Tía sao? Bác Năm. Bác Năm. Tư, Tư Nghĩa à, coi má mày nè. Trời đất ơi, gà gái rồi, ghe bên đặt trai người ta tới rồi. Kêu vậy đó mà ngủ gì mà lo đám hỏi cho con hai mà nằm chình lình một đống rồi. Bà ngủ hoài à, bà không có chịu vậy. Tao kêu từ nãy giờ quá trời luôn. Nè, con kêu má vậy con. Ờ, thì ghét không à. Ờ, thôi mà, vậy mà. Bác Năm. Bác Năm. Con là Bác Năm. Bà Hiếu nè Bác Năm. Bác Năm, bà có nhận ra con không? Con là bà Hiếu nè. Bà Hiếu, chồng sắp cưới của Hai Hiền. Con nè, con nè. Bà Hiếu. Dạ. Không phải thằng Tư. Dạ không phải. Bà Hiếu con. Cái này á là cái gói ôm. Không phải. Không. Không phải. Má mày mà. Không phải. Bà không chịu vậy, tao kêu hoài bà không chịu vậy. Còn thằng Tư nữa, tao bay đi biểu nó đi về đi. Ba tha lỗi hết cho nó rồi mà ba năn nỉ nó mà nó không có chịu về. Ba nói ba không có giận hờn gì hết mà ba kêu nó về mà. Con ơi, kêu Tư về, kêu má về. Con ơi. Bà ơi. Chạy đi bà.
Đừng má mày vậy nữa mà tao kêu hoài. Má mới chịu vậy mà. Sao biểu má vậy mà má không chịu vậy. Má ơi. Má ơi. Máy của chú có phần mềm gián điệp. Hả? À, để nghe lén à? Dạ phải. Nó sẽ thu lại toàn bộ các cuộc đàm thoại, tin nhắn và gửi đến một máy khác. Có thể xác định được số máy nhận, cũng như ngày giờ cài đặt phần mềm gián điệp này hay không? Dạ không xác định được số máy nhận, nhưng phần mềm này chỉ mới cài đặt ngày hôm qua thôi. Con gỡ phần mềm này ra cho chú nha. À không, cứ để đó cho chú. Dạ. Dạ con gỡ chú. Dạ. Em nghĩ Đạt Khục sẽ làm thiệt, chứ không nói suông đâu anh. Không biết anh có cao kiến gì thưa anh. Hắn cài cứu tá mặt quỷ cũng chỉ vì tỷ lệ ăn chia thôi, đúng không? Nếu giờ chia cho hắn 5 năm thì sao? Không chỉ là tiền bạc đâu, mà còn là danh dự nữa. Hai tên này trước đây đã từng có nợ máu với nhau rất nhiều. Em của Đạt Khùng bị tá mặt quỷ chém chết, nên hắn từng thề không đổ trời chung với kẻ thù. Tình thế thật là nan giải, tiên thoái lưỡng nan, ta không thể bỏ ai theo ai được. Thôi thì ta đành phải vượt ra, xuất đầu lộ diện một lần vậy. Anh nói sao? Hãy sắp đặt một cuộc họp bí mật có đầy đủ bộ tứ và tám mặt quỷ. Ta sẽ chính thức xuất đầu lộ diện để hóa giải hận thù sâu nặng giữa hai tên này, đồng thời khẳng định sự tồn tại của mình để dằn mặt những kẻ có ý đồ tạo phản. Thật không thể tin là có ngày này. Ta biết chuyện ta lộ diện trước sau gì cũng sẽ tới thôi, nếu không muốn loạn. Nhưng nó lại tới sớm hơn thời điểm mà ta định liệu. Đã xác định được nạn nhân Nguyễn Thị Hiền, chị gái của cậu này, xa vào động cờ bạc mại dâm bên kia biên giới à? Đúng vậy, gia chủ của ổ này chính là Siêu Sủi. Siêu Sủi? Siêu Sủi? Chú cũng biết tên này hả chú? Theo thông tin của trinh sát, trong ổ cờ bạc của hắn có hơn 20 phụ nữ Việt Nam bị bắt làm gái mại dâm phục vụ cho khách chơi cờ bạc. Trong số này có hai Hiền là chị Tư Nghĩa đây. Con xin hai chú hãy giúp con cứu hai chị con ra được không ạ? Cứu chị con và những phụ nữ khác trong tay của bọn buôn người này là trách nhiệm của tụi chú. Nhưng con phải thật bình tĩnh. Siêu Sủi đã nằm trong hồ sơ đánh án của chú. Dạ. Nhưng hiện nay chưa phải là thời điểm thích hợp để triệt phá hắn, vì hang ổ này đang nằm ở bên kia biên giới, cần sự hợp tác của cảnh sát Campuchia. Thưa thiếu tướng, ngoài chị hai này ra, Tư Nghĩa còn có chị ba nữa, cũng đang bị bọn xấu hãm hại. Thưa hai chú, chính bọn chúng đã làm cho gia đình con phải tan nát như thế này. Tại chúng mà mẹ con phải chết tức tưởi. Con xin hai chú hãy giúp con trả thù được không? Thì ra hai người chị của con đều bị rơi vào tay của một tổ chức tinh vi và nguy hiểm bậc nhất hiện nay. Dạ. Do vậy mọi hành động cần phải thận trọng hơn, thì mới mong giải cứu được cả hai an toàn. Xin thiếu tướng nói rõ hơn à. Hiện nay con đang tham gia trong nhóm hiệp sĩ bắt cướp đúng không? Dạ đúng rồi.
con đã tham gia vụ bắt cướp nào chưa? Cái đó thì dạ chưa, nhưng mà không lẽ cái đó là khiếm khuyết hả chú? Không phải, đó chính là cái hay đó. Con chưa hiểu chú nói gì. Trước khi chú nói ra thì chú muốn hỏi con một lần cho rõ. Con có sẵn sàng xả thân để cứu chị con không? Thưa chú, con quyết tâm xả thân vì chính nghĩa. Anh Huy, chắc anh cũng biết chuyện bà Diễm để dùng ma túy để khống chế tụi em đúng không? Bây giờ anh mới biết. Giờ anh biết rồi thì sao? Vậy chứ em muốn anh phải làm sao? Ngăn chặn âm mưu ác độc của mụ ta lại. Nếu không á, tụi em sẽ chết vì ma túy trước khi bệnh tật đó. Anh nói anh sẽ giúp tụi em mà. Chẳng lẽ anh bất lực hả? À chị con, nếu chỉ có như vậy thôi mà đã vượt quá khả năng của anh rồi, vậy thì em đâu còn mong chờ vào chuyện khác nữa. Chuyện khác là chuyện gì? Anh Huy, em muốn về nhà lắm. Anh có thể giúp em được không? Em xin anh đó. Chà, hai người có vẻ thân thiết quá hả? Tôi tới đây tìm ông Mười đánh cờ thôi. Cô thấy ổng đâu không? Anh là giám sát mà. Tới đây thấy không có gì vi phạm. Rảnh quá, tới rủ ông Mười đánh cờ hả? Nếu vậy thì thôi ngày mai khỏi tới. Còn cô nữa, đừng có tốn công xà nẹo với anh Huy. Tôi đã nói rồi, có thánh cũng không giúp được cho cô đâu. Nói chi á, là anh Huy này. Xuống tiếp khách đi. Dù chị hai và chị ba của em bị những tên bắt cóc khác nhau bắt, nhưng mà thật ra chúng cùng một tổ chức tội phạm rất lớn. Anh nghĩ coi, tất nhiên là bên công an không thể nào cứu chị hai và chị ba em mà ảnh hưởng tới kế hoạch của họ chuẩn bị bấy lâu nay. Do đó cho nên họ nói là bây giờ mình phải kiên nhẫn và bình tĩnh. Cũng như em, em sẽ là một phần trong kế hoạch của họ. Nguy hiểm lắm đó anh Nghĩa. Anh mà sơ sẩy, tụi nó biết anh là gián điệp cài vô, anh mất mạng như chơi đó. Anh biết chứ. Bây giờ nếu mà anh có cứu được chị hai và chị ba anh thì anh có mất mạng anh cũng không sợ. Hay là con suy nghĩ kỹ đi rồi hãy quyết định. Tư Nghĩa à, con suy nghĩ kỹ rồi. Con cảm ơn chú. Anh Long à, hãy giúp em tạo dựng cho em một lý lịch tội phạm thiệt là hoành tráng nha. Là sao? Bây giờ anh hãy giúp em trở thành một tên cướp giật thiệt là liều lĩnh. Hả? Mọi người yên tâm đi, tất cả chuyện này chỉ là dàn cảnh thôi. Yên tâm đi mọi người, không sao đâu.
Mẹ kiếp, gặp cái thằng bạo dâm đau quá, không có đá là chết rồi. Mi, ủa, Mi mới đi khách nữa hả? Đi còn bệnh mà. Ừ, bà có biết mỗi ngày tôi chịu biết bao nhiêu tiền hủy chết không hả? Hủy chết là tiền gì? Là tiền ăn, tiền ở, ở cái động quỷ này nè. Mỗi ngày á, con nào cũng chịu 2 triệu tiền hủy. Nếu không bán dâm á, lấy con mẹ gì mà trả nợ hả? Sao Ngọc không có nghe bà Diễm bà nói gì với Ngọc về số tiền đó đâu? Nó đâu có khùng đâu mà nói cho bà biết. Nó để cộng dồn mỗi ngày á thì bà chỉ có đường chết mà thôi. Lúc đó bà đi bán dâm lấy tiền trả cho nó. Mẹ điên nó lên kìa. Tiền bo hôm nay của mày đâu? Tổng cộng 220 triệu. Còn 218 triệu. Tiền đi khách hôm nay á, mày hai dù được 8 chai. Mày được chia một nửa là 4 chai. Trừ hết còn lại là 214. Rõ chưa? Cái gì mà giữ thần vậy hả? Lúc trước chưa tới 100 triệu mà. Ờ, đúng là vậy á. Hồi lúc trước khác, bây giờ khác. Tiền son phấn, tiền ăn uống, tiền thuốc cho mày chơi nữa. Nhưng mà đó chỉ là một phần thôi. Phần còn lại á, mày gánh cho con Ngọc. Cái gì? Có tôi ở trỏng nữa. Mỗi ngày hụi chết ở đây là 2 triệu. Vì mày không đi dù nên con Mi nó gánh luôn cho mày. Phần nó giờ cộng lại là 4 triệu. Nè, tại sao tôi phải gánh cho quỷ này chứ? Ừ, vì mày á đã bày trò thông đồng cho nó chạy trốn thì mày phải có trách nhiệm gánh cho nó, biết chưa? Ngày nào á nó chưa chịu bán dâm thì ngày đó mày vẫn phải gánh 4 triệu cho cả hai đứa mày. Mé nó, đồ súc sinh, đồ cặn bã, mày đi chết đi. Mé nó. Thôi mà Mi, bu đi coi. Mà thấy bà hại tôi vậy đủ chưa? Tôi giúp bà đó mà tôi ra nông nổi vậy nè. Bây giờ ôm luôn cục nợ của bà nữa. Tôi làm cả đời cũng không đủ trả nữa. Mi, anh hai. Ờ. Chà, anh hai mà cũng ra đây nữa à? Thì lâu lâu cũng phải đổi gió một chút chứ. Mình có phải là tội phạm đâu mà cứ rú rú trong nhà hay quán bar. Dạ. Dạ, cho hỏi anh dùng gì ạ? Cho ly cà phê đá. Dạ, anh đợi em xíu. À, anh có hai tin quan trọng muốn nói với chú. Dạ, em nghe. Một là ông lão đã chấp nhận xuất hiện một lần nhằm giảng hòa cho thằng Lạc Khùng và tám mặt quỷ. Ngày giờ và địa điểm vẫn chưa xác định. Thiệt hả anh? Em có được tham dự không anh? Cái này phụ thuộc vào chuyện thứ hai. Là chuyện gì anh? Tổ chức của mình có một kẻ phản bội nằm dục. Có người báo cho tôi biết kẻ phản bội đó chỉ tầm tuổi của chú và có chút số má trong tổ chức. Nếu chú không phải là tên đó
thì hạ chỉ cho anh một cái tên. Chú Toàn Quyền được điều tra vì chú đang là thanh tra giám sát nội bộ. Em chào anh. À, cái giấy tham dự buổi xuất hiện của ông lão có nằm trong túi của chú hay không là tùy thuộc vào kết quả của cuộc điều tra này. Nhớ đó. Dạ. Cậu uống nước đi. Em đã trằn trọc suy nghĩ suốt đêm mà vẫn không biết nhân vật giấu mặt nào lại thanh toán tiền viện phí cho em nữa chứ. Cứ yên tâm đi, từ từ rồi đối tượng cũng sẽ lộ mặt ra thôi. Không hành vi nào là không có mục đích cả. Dạ. À. Điện thoại của anh. Tôi nghe. À, được rồi. Gặp nhau ở chỗ cũ. Nửa giờ nữa. Ừ. Thủ trưởng cũng xài tới hai cái điện thoại nữa sao? Thì cũng theo phong trào cho vui vậy mà. À, quên nữa. Tôi có món quà này cho cậu đây. Quà cho em? Cậu Hoàng. Dạ. Đem cái đó qua đây cho tôi. Dạ. Thủ trưởng khách sáo quá. Em mà cũng có quà nữa hay sao? Dạ thưa trung tá. Trong đây là số tiền 800 triệu. Cậu hãy cầm lấy rồi đưa bà xã ra nước ngoài để chữa bệnh. Số tiền này nhiều quá, em không dám nhận đâu. Đừng nghĩ gì xa xôi hết. Anh em đồng đội giúp đỡ nhau là chuyện thường mà. Khi nào có trả lại cho anh cũng được. Nhưng mà... Thôi em... Anh có việc phải đi trước đây. Thủ trưởng, em... Em không. Được rồi. Mày mà làm không được việc, tao bắt mày đi cách lại đó, nghe chưa? Hai tỷ còn lại chưa đưa cho tụi nó, ông lấy ở đâu ra? Gom tiền xong bài, hôm nay nữa là xong. Đã gần tới cuối tháng rồi, ông mà lấy như vậy, rồi lấy tiền đâu mà nộp về cho tổ chức? Nợ một hai tuần có sao đâu. Quan trọng á là lấy tiền hùng hợp với đám kia kìa. Ủa, mà sao mày sao cô biết chuyện này hả? Cô lục sổ sách của tôi đọc đúng không? Ông làm gì biết viết mà có sổ sách? Tôi coi sổ sách của thằng Phong trợ lý để lại, toàn là số không à. Sao cô đọc hiểu nổi? Không những hiểu mà tôi còn phát hiện ra là ông đã bị nó qua mặt. Mỗi tháng nó phù phép sổ sách bỏ túi riêng cả 100 triệu. Cái gì? Giỡn hoài Diễm. Ông xem đi, tôi tính toán lại hết rồi đó. Con số có khác với con số mà thằng Phong đã đưa cho ông coi không? Chó đó, nó tưởng mình mù chữ, không biết đọc số chắc. Vậy sao đó giờ ông để cho nó qua mặt dễ dàng vậy? Vì tôi chỉ đọc từ 1 tới 10 thôi. Còn chữ á thì biết được vài chữ. Mù chữ như vậy là giỏi lắm rồi. Sao mà cô định tính toán được quá vậy? Tôi là dân buôn mà,
tính toán sổ sách quen rồi. Được, từ đây tôi giao cho cô phụ trách tiền bạc. Nhưng cô nhớ là đừng bước chân theo thằng Phong. Nếu mà cô dám làm vậy sẽ sanh cỏ đó. Nghe rõ chưa? Tính cùi hả? Không lẽ hắn gọi điện đòi tiền mình? Alo, sao nghe nè cùi ơi? Trời ơi, tôi giỡn ông chút xíu mà, ông làm gì ghê chứ? Lên Sài Gòn gặp ông lão hả? Được. Không thể tin nổi. Nhưng mà ông mới về, giờ lại tính lên đó nữa hả? Ừ, có chuyện quan trọng. Ông cho tôi theo được không? Tất nhiên là không rồi. Sao vậy? Bây giờ tôi là trợ lý chính thức của ông rồi mà. Đơn giản thôi, tôi chưa có tin cô. Cô cứ làm tốt công việc của mình đi. Cái gì tới nó sẽ tới. Chú đã khoanh vùng được anh Tư chưa? Chú chỉ nghi vấn một vài đối tượng thôi. Con đang gặp nguy hiểm hay sao? Bữa trước lúc con điện thoại cho chú, tên nghe lén đã nghe được và hẳn phán đoán. Sau khi nghe con xưng hô chú với cháu, hắn nghĩ tên đặt tên trong đó trạc tội với con. Khổ nổi, trong tổ chức này chỉ có mình con ở độ tuổi này thôi. Vì vậy tất cả bu vụ đã chỉ thẳng vô con. Chú đã đem điện thoại đi kiểm tra thì phát hiện có cài phần mềm gián điệp. Đúng như con suy đoán. Như vậy nghĩa là... Nghĩa là tên phản bội đó ở ngay trong cơ quan. Hắn đã lợi dụng lúc chú đi vắng và lẻn vô phòng cài đặt phần mềm này. Lúc đó chú để quên điện thoại trong học bàn, chứng tỏ là tên này rất táo tợn. Nhưng làm sao hắn biết được là chú để quên điện thoại? Cũng có thể là hắn mò vào phòng để tìm tài liệu mật. Còn chuyện phát hiện ra điện thoại thì chỉ là chuyện tình cờ. Vậy chú có nghĩ đó là anh Tư không? Hay chỉ là đồng phạm của hắn? Chú nghĩ đó chính là anh Tư. Trong ban chuyên án của chú không thể nào có những tên biến chất như vậy trà trộn được. Cũng chính tên này đã nghe trộm cuộc điện thoại của mình tối hôm đó rồi báo cho tính cùi biết. Đơn giản gì, hắn có thể ngồi bất kỳ ở nơi nào để thực hiện cuộc nghe lén này. Anh Tư thì lúc đó đang ở điểm hẹn đợi tính cùi. Suy ra cả hai có thể là một. Chú, vậy bây giờ chú tính sao? Hắn không nghĩ là chú lại lật tẩy độc chiêu này của hắn sớm như vậy được. Vì vậy chú cháu mình sẽ tương kế tự kế, tóm gọn hắn. Con hiểu ý chú. À, còn một chuyện nữa, ông lão sẽ sớm xuất đầu lộ diện. Tại sao lại có chuyện bất thường như vậy? Vì ông lão muốn thu nạp tám mặt quỷ, trong khi đặc hùng lại phản đối cực lực. Rất có thể bất đồng này sẽ xảy ra một cuộc chiến, cho nên ông lão buộc phải lộ mặt để giảng hòa. Quá tốt, đây là thời cơ không dễ gì có được, nên còn phải tìm mọi cách để thu thập thông tin quý giá về gã.
chỉ cần tra công vào tay ông lão, coi như chuyên án này chúng ta đã tốn công sức bao nhiêu năm nay sẽ kết thúc thắng lợi. Nhưng để làm được chuyện đó, trước mắt con phải lấy lại niềm tin của Tín Cùi đã. Nếu không, hắn sẽ gạt con ra đi, mình sẽ mất cơ hội gặp ông lão. Con đã có cách gì chưa? Kiều Diễm cao ngạo ngày nào giờ lên cơn ghiền, gian sinh nhục nhã vậy sao hả? Cho em xin một miếng đi chị ơi, cho em xin một miếng đi, em chịu không nổi rồi chị ơi. Mày vì con Ngọc mới thân tàn ma dại như vậy thì mày phải bắt nó chịu trách nhiệm chứ. Tôi đang nghiện thuốc mà bà lại nhắm mẹ gì hả? Nếu mày ép nó chịu bán dâm thì tao... Ngọc, Ngọc nhớ không? Ngọc nợ tôi nhiều lắm mà. Ngọc trả nợ cho tôi đi. Ngọc không bán dâm, bà Diễm không đưa thuốc cho tôi đâu. Tôi chết Ngọc ơi, tôi không muốn chết đâu. Chị Diễm, chẳng lẽ chị để cho con My nó chết vậy sao? Chị làm cách gì cứu nó đi. Chị Diễm, mạng sống của con My bây giờ là tùy thuộc vào em, chứ không phải ở chị. Ngọc ơi, Ngọc còn gái gì nữa đâu, Ngọc sợ gì mà không dám bán dâm chứ. Hả? Ngọc ơi, Ngọc giúp tôi đi. Ngọc mà không giúp là tôi chết đó Ngọc. Ngọc giúp tôi đi Ngọc. Ngọc ơi, giúp tôi đi. Em còn chần chờ gì nữa? Em còn suy nghĩ cái gì nữa? Còn mình nó là ân nhân của em, Ngọc. Không lẽ em để nó chết tức tử như vậy sao? Ngọc ơi, Ngọc, cứu mi đi Ngọc. Ngọc ơi, Ngọc, quyết định đi Ngọc. Thôi được rồi, mấy người muốn làm gì thì tùy ý làm đi. My, kiếm phiên dịch, kiếm massage cho tao. Nhỏ này thế chủ thằng Phong dòm tiền của mày bỏ trốn đó hả? Ừ. Tưởng tả nó ngon quá mày ơi. Cái gu của tao nó lạ lắm mày ơi. Tao khoái con nhỏ nào nó hợp nhãn với tao à? Còn con nhỏ nào nó không hợp nhãn với tao, cho dù nó có đẹp bao nhiêu, nhìn không phê là tao bơ. Mày làm gì vậy? Mày đi đâu thấy gái cùng tùm tướp à? Mày đừng có xạo. Con bé gì bữa trước á, mày chỉ tao, nó đẹp như tiên nữ, mày đâu có tha đâu. Bóc khốt từ đời nào rồi, còn gì nữa, đúng không? Ý mày nói con nhỏ Ngọc đó hả? Cái gì vậy Hiền? Tôi xin lỗi. Ê, mà tao thấy con nhỏ đó với con nhỏ này có nét hào hào giống nhau à kìa. Giống đâu mà giống. Mà cái chuyện gái gú tao nhờ mày sao rồi? Xong rồi. Nè, tao có chụp hình một số đứa, mày coi có đứa nào được. Sao toàn là cô bé bắp luộc không vậy? Cô thua mấy đứa chỗ tao nữa. Mày muốn kiếm hàng ngon thì phải cho tao thời gian chứ. Gái đẹp bây giờ nó chảnh lắm, mày có cho nó tiền tỷ, nó cũng không bao giờ xuống ở cái nơi khỉ ho cầu gái này đâu. Hay là mày tìm cách nào điều con bé Ngọc xuống đây cho tao được không? Mày giỡn hoài mày. Hàng đó là hàng độc, sức mấy mà con Diễm nó chịu nhả ra. Mà con vợ mày, nó nhớ con bé Ngọc ở đâu vậy? Vợ tao là chuyên gia về quê dụ gái. Ác một cái là con nhỏ Ngọc là hàng xóm cũ của nhà đó. Hàng xóm cũ mà con vợ mày cũng không tha nữa. Tha chi? Nhờ vậy mà tao có dịp khui hàng ghế tới. Mày.
Tôi xin lỗi. Có phải anh là anh Hà không ạ? Cô là Ellie Diễm à? Dạ. Lần đầu tiên em được diện kiến anh, thật là vinh hạnh cho em quá. Nhưng cô là ai? Dạ chị uống gì ạ? Cho chị nước cam. Dạ. Dạ, em là Thúy Diễm, là một người rất là ngưỡng mộ anh. Thúy Diễm mà. Thứ hai là Hải Lê. Bảo kê hoạt động mại dâm cao cấp ở nhiều tụ điểm ăn chơi. Còn đây là Thúy Diễm, vợ hờ của hắn. Tôi đã nhận ra cô là ai rồi. Cô muốn gì? Nếu mình đã biết nhau rồi thì cũng nên thẳng thắn với nhau luôn ha. Được rồi, cô cứ nói thẳng đi. Dạ. Đây là cái sừng tê giác, hàng thiệt 100%. Em biết chị nhà dùng lấy thảo. Nó mắc lắm phải không? Nó có đắt cách mấy, nhưng mà chữa được bệnh của chị nhà thì em cũng sẵn sàng giúp đỡ cho anh. Chẳng có sự giúp đỡ nào mà vô điều kiện hết, nhất là đối với những đối tượng như cô. Trời, em có phải là tội phạm đâu mà bị anh liệt vào dặn đối tượng nghe nặng nề quá vậy hả? Thôi được, vào thẳng vấn đề đi. Cô muốn cái gì? Em muốn anh thoải mái với em hơn được không? Đề nghị cô về chỗ ngồi. Ngồi gần như vậy mới dễ nói chuyện được chứ. Cô nên giữ lịch sự tối thiểu cho mình. Chuyện gì nghe lọt tai thì gần xa gì cũng nghe được hết. Uống cay đi, tao về đây. Tuần sau gặp lại mày trên đó. Ai nói mày tuần sau gặp ông lão? Tình hình đang căng mà. Ông lão phải sợ thằng đặc khùng nó nổi khùng lên nó làm bậy. Ngu gì đến trễ. Tao cũng tò mò, không biết ông lão ra sao nữa. Nhiều khi tính cùi, thôi thằng cha xe ôm nào cải trang mạo danh lừa anh em mình rồi sao? Đồ khùng, tao lau, tao về đây. Em, anh về nghe. Cái gì mà nhìn người ta chằm chằm vậy? Hả? Dạ, tại tôi thấy ảnh ngộ quá cho nên tôi nhìn thôi mà. Ảnh á, là một trong bộ tứ quyền lực giang hồ thứ thiệt của Sài Gòn đó. Nhưng mà trời xui đất khiến làm sao gặp phải con cặp cái bị nó đè đầu cưỡi cổ mà không dám hó hé gì hết. Anh thấy mặt của cô Ngọc đó là sao? Ôi, đẹp bá cháy luôn đó. Nếu mà vậy, anh làm sao mà dụ nó về đây được? Thì khách mới về đây nườm nượp. Lúc đó khách không có chơi bài nữa mà chơi thứ khác. Kỳ lạ vậy. Ừ? Tự nhiên bữa nay em đổi thái độ. Ai vua về phía tôi, bỏ rơi đám gái ở đây là sao vậy? Thì bây giờ tôi làm việc cho ông rồi, cho nên là tôi phải theo phe ông chứ. Biết vậy thì tốt. Ít ra tới giờ này tôi cũng không lầm khi chọn cô.
Bấy lâu nay anh nổi tiếng cứng rắn với tụi em, nên em mong anh hãy nhẹ nhàng hơn, mềm mỏng hơn, cho tụi em dễ thở một chút xíu. Nếu cô và đồng bọn làm ăn lương thiện đàng hoàng thì việc gì phải tới đây hối lộ đút lót cho tôi. Ở thời buổi nhiễu nhương này á, mình làm ăn mà không biết khôn khéo và ứng biến thì dẹp tiệm sớm. Còn cán bộ mấy anh, cho dù mẫn cán đến mấy mà lương lậu chẳng thấm vào đâu hết thì làm sao sống nổi. Cách tốt nhất là chúng ta hỗ trợ nhau để chúng ta dễ thở một tí. Thôi đi, câu đó cô để dành cho cán bộ biến chất hợp hơn tôi. Xã hội này loạn không phải tự thân nó loạn, mà do cái sự liên minh đen tối giữa họ và thành phần bất hảo như cô, khiến cho đạo đức càng ngày càng suy đồi, an ninh trật tự càng ngày càng phức tạp, đe dọa cuộc sống của những người dân lương thiện. Cuộc đời mà anh, đâu phải là thiên đàng đâu, mà anh lại đòi hỏi mình bình đẳng với nhau. Tôi ra đây không phải để lý sự với cô, mà để cảnh cáo cô, đừng có mang tiền bạc vật chất ra mà mua chuộc tôi. Cô và đồng bọn của cô đã đánh giá tôi quá thấp rồi. Anh hãy suy nghĩ kỹ lại đi, anh còn làm trong ngành bao lâu nữa đâu. Chẳng lẽ khi về hưu anh lại sống cuộc sống chật chật như vậy sao? Lúc đó còn ai nhớ tới sự trong sạch của anh nữa đâu. Nếu anh chịu nương cho bọn em thì em sẽ lo hết chi phí chữa bệnh cho vợ anh, kể cả ra nước ngoài điều trị. Ngoài ra mỗi tháng tụi em sẽ gửi cho anh một khoản rất là hậu hĩnh để hậu tạ. Đủ rồi, tôi sống bằng sự thanh thản của lương tâm chứ không phải bằng sự tân bốc của xã hội. Mà cách tìm sự thanh thản tốt nhất là tóm cổ hết mọi người như các cô. Đây là số tiền cô đã đóng viện phí cho vợ tôi, tôi gửi trả lại cô kèm theo lời cảnh cáo về sự gã gẫm này. Nếu còn tái phạm tôi sẽ không tha cho cô đâu. Khỏe thì à, như Châu vậy đó. Má khỏe luôn, hay Hiền khỏe luôn, ba Ngọc khỏe luôn, Út Chót khỏe luôn, cả làng khỏe luôn. Ở trận mừng ăn ra sao hả? Nhớ học hành cho đàng hoàng nghe không? Tao tốn tiền tốn của tốn công tốn sức cho mày đậu đại học đó, mày học hành cho đàng hoàng nghe không? Mày lãng quả tao làm mày chết dịch mày à. Thôi cúp máy đi, gọi hoài tốn tiền lắm ha, lo học ha. Nó tiếp đi. Ủa mà sao nó chung trong đó được ha? Tao nói giỡn thôi chứ tao biết ở đây là cái điện thoại. Tao không cần cái điện thoại mày đâu. Nè tao có đây, tao hai cái điện thoại à. Alo, tôi nghe là alo. Tiếp bị man man sao anh Tư ơi? Anh hiểu rồi Út Chót. Bây giờ anh Tư ra bến xe, anh đón xe về quê. Bây giờ Út quê nhà bình tĩnh, em nhớ chăm sóc tía, ở nhà đợi anh. Cưng ơi, khách đang đợi cưng kìa. Trời, sao em trang điểm gì mà nhợt nhạt quá vậy? Có cần chị làm lại cho em không? Khỏi cần. Khách đang đợi em á. Hôm nay đẹp hết sảy rồi đó nha. Cô nhớ anh không vậy cưng? Ông muốn làm gì thì làm nhanh lên đi, nói nhiều quá. Xin thủ trưởng hãy xem xét lại, em vẫn muốn theo chuyên án này. Tôi hiểu tâm tư của cậu, nhưng mà tính mạng vợ cậu quan trọng hơn nhiều. Cả hai lại không có con cái gì hết,
Cho nên cậu càng phải giữ mạng sống của cô ấy bằng mọi giá. Em biết, cái chuyện gia đình em tự sắp xếp được. Em xin thủ trưởng mà. Cứ yên tâm đưa bà xã ra nước ngoài điều trị, rồi khi nào có kết quả khả quan thì cứ về đây lại. Không có chuyên án này thì có chuyên án khác, cậu vẫn tiếp tục bắt cướp được mà. Em biết chuyện đó, nhưng nếu em nghỉ phép như vậy, liệu một mình Trung tá Vũ có đảm đương nổi hay không? Và hơn nữa, chính thủ trưởng cũng đang nghi ngờ về tư tưởng của anh ta rồi còn gì. Tôi đã ký quyết định trả Trung tá Vũ về lại công an thành phố công tác, cho nên cậu không cần phải ái náy nữa. Không lẽ thủ trưởng cũng đã xác định được Trung tá Vũ có liên quan đến nhân vật anh Tư à? Tôi chưa xác quyết về trường hợp này. Tuy nhiên linh cảm cho biết có khả năng 80% Trung tá Vũ có dính dáng tới tổ chức của Tính Cùi. Còn có phải là anh Tư hay không thì vẫn tiếp tục điều tra để làm rõ. Vì vậy cách tốt nhất là chuyển Vũ về lại cơ quan chủ quản để chiến dịch được tiến hành thuận lợi. Ừ. Nhưng còn phản ứng của Vũ thì sao? Không biết đã nhận được quyết định hay chưa, mà vẫn chưa thấy Vũ phản ứng gì cả. Chị thương quá. Dạ chào anh, lâu quá không gặp anh nha. Mấy em chăm sóc mấy anh chu đáo nha. Dạ. Ông ơi. Dạ. Sao tôi thấy dạo này á, ông muốn đi thì đi, muốn về thì về, sao không xin phép ai hết vậy? Dạ. Dạ thưa cô chủ, dạo này bà xã tôi bà trở bệnh nặng quá, cho nên tôi phải thường hay tạt về bên đó để cho bà uống thuốc hoặc là cho bà đi vệ sinh. Xong rồi tôi trở qua đây tôi làm liền hả cô chủ à? Có thiệt không vậy? Dạ thưa cô chủ, sao tôi dám bịa chuyện ra để gạt cô chủ được? Mà chuyện này tôi có xin phép cô chủ rồi mà. Ông đó nha, tôi thương tình ông, tôi cho ông vô đây làm nè. Ông mà lạng quạng với tôi á hả, tôi đuổi thẳng cẳng ông nghe chưa? Dạ dạ. Dạ cảm ơn cô chủ. Dạ chào anh. Anh đi đâu tới giờ mới chịu mò vậy? Tôi đi thăm thằng Sự Sủi có chút việc. Nghe nói con Ngọc chịu đi khách rồi hả? Hỏi làm gì, bộ tiếc rẻ nó hả? Sao mà bà lúc nào cũng móc họng tôi hết vậy? Nó ở đây làm gái, đương nhiên nó phải làm công việc của nó thôi. Làm gì mà anh thắc mắc quá vậy? Thì cũng đúng. Mà quên nữa, Tính Cùi mới nói với tôi trong thời gian sắp tới ông lão sẽ xuất hiện để giải quyết chuyện tá mặt quỷ, gia nhập tổ chức. Kỳ lạ thiệt, chẳng lẽ tên Tám này có trọng lượng đến mức mà ông già mafia đã lộ mặt hay sao? Ông không lộ mặt cũng không được, vì áp lực của anh em trong tổ chức càng ngày càng lớn. Vậy những ai sẽ được tham dự cái buổi họp mặt đó? Cái đó Tính Cùi sẽ báo sau. Em cũng muốn thấy mặt ông lão nữa sao? Tất nhiên rồi. Vậy để anh xin Tính Cùi một suất cho em. Cái này á là do ông lão chỉ định, chứ đâu phải muốn xin là được đâu. Tính Cùi bây giờ đang mắc nợ anh cái vụ nắng gân cái thằng tá mặt quỷ. Bây giờ anh yêu cầu nó cái gì đủ để dám từ chối? Nói vậy vụ Quy Bác Học sao anh vẫn xin hoài mà không có được vậy? Cái này thì nói tóm lại, anh cũng chỉ là một công cụ xài xong rồi dứt, không hơn không kém. Chuyên án của Tính Cùi đang còn dở dang, tại sao thủ trưởng lại điều tôi về đơn vị chủ quản chứ? Cậu đang chất vấn tôi đó hả? Anh Năm à, em có gì đó làm cho anh Năm không vừa lòng sao? Không phải. Thủ trưởng của cậu vừa than với tôi, bên công an thành phố đang thiếu người, cho nên tôi chuyển cậu quay về lại, không thì tôi cũng khó ăn khó nói. Tính Cùi đang là chuyên án lớn nhất, đang ở thời điểm nóng nhất,
mọi người tinh nhuệ đều dồn hết vào chuyên án này. Thì việc anh chuyển em đi, em thấy không bình thường chút nào. Hay là anh đang có chuyện gì khúc mắc với em hả? Cậu cứ nói hoài như vậy để làm gì? Vấn đề là hiện nay chuyên án chưa có tiến triển gì mới hết. Tạm thời cậu cứ về lại đơn vị cũ, nơi đó người ta cần cậu hơn. Nhưng anh Nam cũng biết là em có rất nhiều kinh nghiệm trong vụ án này mà. Tôi hiểu, cho nên khi nào cần, có thể tôi sẽ điều động cậu lên lại. Chú. Dạ, cậu Huy. Cậu chờ tôi làm xong công việc rồi, hai chú cháu làm dán cờ ha. Dạ được rồi. Sáng giờ chú có thấy Ngọc đâu không? Cậu hỏi cô Ngọc hả? Cổ... Sao vậy chú? Có chuyện gì mà chú ấp úng vậy? Dạ, hồi sáng giờ cổ tiếp khách lia lịa hả? Tiếp khách thì chuyện đó cũng bình thường thôi mà chú. Không phải, ý tôi muốn nói là cô Ngọc của đang chịu... Cái gì? Tại sao Ngọc lại làm chuyện đó? Dạ, thì cô Diễm với lại cô My làm áp lực với cô Ngọc. Không á, thì cô Diễm cắt thuốc không cho cô My xài nữa. Khốn nạn! Cậu sao vậy cậu Quý? Đã lẽ ra tôi không nên tới đây thì đúng hơn. Cậu làm tôi bất ngờ đó nghe. Tôi không ngờ một người có số má như cậu mà vẫn còn lương tâm. Không phải, chẳng qua tôi thấy Ngọc hoàn cảnh tội nghiệp, tôi coi cậu như em gái gì thôi, chứ không có gì đâu. Ơ kìa Ngọc, con có sao không? Tội nghiệp con quá. Đừng khóc con, nín đi con. Tôi xin lỗi. Tôi không cần thương hại đâu. Ngọc. Ngọc. Cậu Huy, cậu Huy. Coi chừng cô Ngọc có làm bậy như lần trước đó nghe. Anh Tư bị lộ rồi sao? Chính thức là chưa. Nhưng chuyện ông điều tôi về lại thành phố chứng tỏ ông không còn tin tưởng tôi nữa. Dạ. Tướng trực lợi hại như vậy à? Không lợi hại thì làm sao ông ngồi được cái ghế đó chứ? Chẳng lẽ việc anh tháo dây cho tụi em vụ ra quân được rồi khiến ông nghi ngờ anh? Đầu mối là mọi chuyện được bắt đầu từ vợ của tôi. Làm ăn buôn bán với các quán bar vũ trường là do ông thầu. Rồi từ đó ông bắt đầu chỉ mũi về tôi, dù tôi đã cảnh giác hết sức rồi. Chà, lỗi là do em. Em bất cẩn quá. Thà bữa đó em đừng có ra tay cho bọn vô côn kia kìa, nó xử thằng con trai anh thế nào cũng được. Cái gì? Không. Ý em nói là mình không nên quá lỗ liễu. Mình thật là khinh suất đó anh. Nhưng điều nguy hiểm nhất là tên nội gián đang nằm vùng trong tổ chức. Không loại trừ khả năng tên này đã đánh hơi ra tôi, rồi báo cho tướng trực biết. Hoàn toàn vô lý. Vì chỉ có em và Diễm biết mặt anh thôi. Vậy mới nói, nó lù lù ra đó, vậy mà ông vẫn không bắt được hắn. Thật là vô dụng quá. Em đã cho cậu Quy điều tra, nếu mà hắn không tìm được cái tên nào khác thì chỉ có hắn là nổi gián chứ không ai. Tóm lại dù hắn là ai, Quy ra được thì thủ tiêu hắn ngay lập tức, đề phòng hắn bắn tiếp tục những thông tin cho sếp của hắn, hiểu chưa? Anh Tư khỏi lo, tự tay em sẽ xử vụ này. Em kể cho anh Tư nghe vụ này. Mới sáng nay nè, cô Diễm đã tiếp cận được Trung tá Hà để mua chuột, nhưng mà bất thành. Đúng như tôi đoán,
Mà như vậy thì tiền đâu mà ông đem bà vợ ra nước ngoài để chữa bệnh ung thư chứ? Nghĩa là Trung tá Hà cũng không theo vụ này nữa sao? Phải, đó cũng là điều an ủi cho mình. Tay đó mà còn thì mình cũng mệt lắm. Vậy bây giờ anh Tư rút về rồi, chắc chắn tụi em sẽ gặp nguy hiểm. Do đó tôi mới kêu ông ra đây là để ráp kèo, ông hiểu không? Ý anh là... Nè, ông phải thi chốt để tụi lấy điểm, không quay lại với bàn chuyên án. Ngọc, em mở cửa cho anh đi, anh có chuyện muốn nói với em. Ngọc à, anh đi đi, anh đừng có quan tâm gì tới tôi hết. Ngọc, em bình tĩnh lên đi, em mở cửa đi, hãy nghe nói đã. Ngọc. Không, tôi không mở cửa ra đâu. Anh cũng giống như cả đám người đen tối đó thôi, anh không có giúp ích được gì cho tôi hết. Ngọc, em sai rồi, em phải cho anh cơ hội để anh chứng minh là em đã sai đi. Ngọc, Ngọc à, mở cửa đi em. Ngọc, Ngọc. Anh sẽ giúp em trốn khỏi đây. Em không tin anh hả? Anh có thể làm được mà. Anh cũng biết đó, là em đã từng bị bắt một lần. Kết quả sao anh biết rồi mà. Nhưng lần này thì khác, anh không phải là My. Em sẽ trốn ra ngoài an toàn, anh đảm bảo đó. Tại sao anh lại liều lĩnh để giúp em như vậy chứ? Ngoài an toàn, anh đảm bảo đó. Tại sao anh lại liều lĩnh để giúp em như vậy chứ? Vì em đáng để anh phải liều mạng. Ngọc à, em không giống như những cô gái khác ở trong này. Tương lai của em không phải là ở đây. Em hãy trở về quê, làm lại cuộc đời. Tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm tay của em mà. Ngọc à, đừng lo lắng hay ấy nấy gì hết. Anh không để chuyện này ảnh hưởng tới quyền lợi và địa chỉ của anh đâu. Vậy thì chừng nào em mới có thể? Chiều mai, đúng giờ này. Em hãy tìm cách ở trong phòng một mình, anh sẽ tới đón em. Bánh tù tì là cái gì? Là cái kéo. Cái kéo là cắt cái búa. Cắt cái búa. Mày nha mày, ăn gian á mày. Bây giờ tao đặt tiếp nè, chơi tiếp. Tao là chú Năm mà. Tí, ăn cơm đi tí. Hả? Ăn cơm, ăn cơm hả bác Năm? Ăn cơm đi. Không ăn cơm, ta ăn cái kéo mà, ăn cái kéo. À, chơi tiếp là chơi tiếp là quảnh tù tì là cái gì? Tao là chú Năm mà, thấy không? Tư Nghĩa, chú, bác Năm ơi, Tư Nghĩa về nè. Đứa nào ở đâu? Tì. Con Tư Nghĩa nè tí. Tư Nghĩa đó bác. Con Tư Nghĩa nè tí. Tí nhận con không? Con Tư Nghĩa nè. Mày là thằng nào? Ở đâu hả? Tư Nghĩa đó Năm. Thôi thôi thôi, tao khoái chơi quảnh tù tì à, tao ăn cái kéo mà. Tư Nghĩa đó bác. Thôi thôi, tao khoái chơi cái này hơn à mày ơi. Thôi mà. Càng ngày tí càng bị nặng quá anh Tư. Em thấy sợ quá. Dạ, con mời chú ngồi. Ừ. Tình hình này chú thấy là không ổn rồi.
nên đưa tía con vô bệnh viện tâm thần khám liền đi, không được chậm trễ. Phải đó anh Tư. Nhưng nếu vậy thì phải đưa Út Chót theo tía lên Sài Gòn luôn chứ. Không được, em phải ở nhà thắp nhang cho má, với lại em còn phải đi học nữa. Nhưng em là con gái mà, đêm hôm khuya quá, một mình lủi thủi ở trong nhà đâu có được. Thôi bây giờ anh tính về, tạm thời cứ để Út Chót qua nhà ngủ với cha con anh, ở nhà vẫn còn cái buồng riêng. Thấy anh tính vậy được không? Anh Ba Hiếu giờ cũng như người nhà của mình, em thấy vậy cũng ổn. Quan trọng là bây giờ phải chữa bệnh cho tía, chứ tía mà loạn trí luôn á thì gia đình mình bất hạnh nhất thế giới. Thôi trước mắt cứ vậy đi, đợi kết quả khám bệnh tía của các con coi sao đã, xong rồi mình tính tiếp, cũng chưa muộn đâu. Dạ. Được rồi, có gì sáng mai anh và chú Hào đưa tía lên Sài Gòn khám bệnh. Chú Hào, dù con với Hai Hiền chưa có chính thức là chồng là vợ, nhưng mà con cũng coi như là rể của cái nhà này. Con xin đại diện gia đình con cảm tạ chú một lại. Bởi vì chú đã cứu mang Tư Nghĩa, rồi bây giờ còn cứu mang tía con trong nghịch cảnh này. Con cảm ơn chú. Trời, con cảm ơn chú. Trời ơi, cái thằng mày làm cái gì kỳ vậy? Chú Hào, suốt đời này con cũng không bao giờ quên ơn chú. Trời ơi, mấy đứa làm cái gì kỳ quá. Chú đã coi thằng Tư như là con nuôi, nên hết lòng giúp đỡ, có gì đâu tụi bay phải ngại. Nếu lúc này mà không giang tay ra để giúp đỡ nhau thì con người khác gì là con vật. Chú nói vậy có đúng không? Dạ. Mấy đứa cứ yên tâm đi. Dạ, con cảm ơn chú. Có gì đâu mà. Đại ca, tụi nó đâu? Tụi nó đang ở ngoài kia đợi đại ca. Ông Siêu. Ông đi đâu vậy? Hôm nay cơm tiền đủ rồi, bây giờ đi giao cho tụi nó. Ủa sao kỳ vậy? Tụi nó phải đến đây lấy chứ. Tôi mới gọi lại, mình phải đi qua sào huyệt giao cho tụi nó. Nhưng mà mình chưa có hiểu rõ về tụi nó, đi như vậy có nguy hiểm không? Sức mấy mà tụi nó dám đụng sườn suối này. Hơn nữa cũng cần phải đi qua sào huyệt của tụi nó, coi con có bề thế không. Hợp tác thì phải tin tưởng nhau, hơn nữa toàn là dân xã hội đen không à, chắc tụi nó còn dám giở trò đâu. Hay tôi đi với ông nha. Thôi cô nhà đi, có sòng bài tôi mới tìm được một thằng lính biết nói tiếng Miên. Trời ơi anh ơi, lâu quá xong thấy ghé chỗ em ủng hộ tụi em vậy, lâu lắm rồi đó nha. Bữa nay có em nào mới không bà chủ? Trời, anh hỏi gì lạ vậy, chỗ em tuần nào mà không có mấy em mới. Thiệt không? Cô nào ngon cơm vậy bà chủ? Trời ơi, anh tin mắt ghê vậy đó. Bé này là bé Ngọc, bé đét của em đó nha. Ok, bút cô này liền đi em. Đối tác của tôi chấm rồi đó. Dạ, bé này á, nó mới, kỹ năng còn yếu lắm. Không sao, cho già đi hết siêu quách, mò mò thôi chứ không có làm gì đâu. Dạ, mà nó khó khăn lắm, 2-3 ngày nó mới chịu đi khách một lần. Miễn á, là đối tác của anh, ký hợp đồng cái rét, không thành vấn đề, bi nhiêu là bi. Trời ơi, anh sợp quá, đương nhiên rồi, anh vô đi, em kêu nó vô liền nha. Nhớ nha. Dạ, vô. Hai đứa, chăm sóc mấy anh chú đáo nha cưng. Vô đi anh.
Yên tâm. Đi ra ngoài tiếp khách kìa. Tôi mới tiếp xong mà, chưa tới lượt tôi của tôi. Bây giờ nằm chứ không phải ngồi. Cái gì? Cái gì hả? Mày đừng có sừng sọ với tao. Mày có ngủ với khách 100 lần đi chăng nữa cô không có đủ trả nợ cho tao đâu. Một trăm lẻ một lần thì chắc đủ chứ gì. Số tiền mày nợ tao nhiều hơn mày nghĩ đó Ngọc. Cho dù nó có bao nhiêu đi nữa thì chẳng thấm thía vào đâu với những gì chị nợ tôi. Tao nợ mày cái gì? Chị nợ tôi cái gì hả? Cả cuộc đời một con người. Chị có biết không, những gì mà chị lấy của tôi, tôi nhất định một ngày nào đó tôi sẽ đòi lại hết. Máy tính mà không có internet, chán thiệt luôn á. Hắn không cho mình xài điện thoại, sức mấy mà cho nối mạng. Chị, bây giờ mà mình làm cho hắn á, là để yên thân thôi đúng không chị? À không, với chị thì khác, nhưng mà đối với em muốn về nhà quá, em nhớ gia đình lắm. Cố gắng kiên nhẫn thêm một thời gian nữa. Đợi khi nào chị có niềm tin thật sự của hắn, chị sẽ tạo điều kiện cho em bỏ trốn. Còn bây giờ em thấy đó, đám đàn em của nó dày đặc ngoài kia, mình đành bất lực thôi. À, chị có biết thêm thông tin gì về ba Ngọc chưa? Chị đã chắc chắn, cô gái ở trong động của thằng Hải Lé là ba Ngọc, em gái chị. Sao chị biết? Hôm bữa Hải Lé xuống đây, chính tài chị đã nghe được ít thông tin về ba Ngọc. Vậy thì em chúc mừng chị nha. Vui thì vui vậy thôi, chứ mặt khác chị cũng khổ tâm lắm. Mỗi ngày mỗi giờ nó ở trong cái ổ mại dâm đó, cứ bị hành hạ, chịu đựng tủi nhục và tổn thương biết chừng nào. Thì cũng có khác gì chị em mình ở đây đâu. Tất cả là do cái bọn xúc sinh đó đó. Em mà có súng á hả, em sẽ bắn vô sọ mỗi đứa một viên, coi hả là sọ người hay là sọ quỷ. Mà nó ác dữ vậy không biết. Vậy là chắc em phải dùng tiểu liên mới đủ đạn đó. Lâu lắm rồi mới kiếm được một mớ khá khá như vậy. Sao vậy? Có chuyện gì mà đứng đây kênh nhau vậy hai bà nội? Cái gì? Mày mới nói ai bà nội vậy? Làm như bữa giờ có ai bị Hải Lé ghẻ lạnh hay sao mà khó tính quá vậy trời. Mày nói gì vậy? Mày ngon mày nói lại lần nữa cho tao nghe coi. Cái này là phần của bà. Gì có nhiêu đây vậy? Nhớ ghi vô sổ đó nha. Tao hỏi gì có nhiêu đây vậy? Ủa, cái gì vậy cô nương? Cái gì mà căng thẳng quá vậy? Không có gì. 5 phút nữa mày không ra tiếp khách, mày biết với tao. Liệu hồn mày đó. Ôi, hù hoài chứ được cái hù này giỏi. Gì vậy? Mụ phù thủy bắt bà tiếp khách nữa hả? Vậy thôi để tôi đi giùm cho. Không cần đâu. Sao vậy? Giận dữ hôm bữa hả? Tôi xin lỗi bà. Xin lỗi mà. Tại bữa đó đói thuốc quá à, nên bị cáo già đó lợi dụng ép bà.
Nhưng mà dù sao chuyện cũng qua rồi. Thôi đừng có buồn nữa nha. Ngày nào còn ở chỗ này thì chuyện đó trước sau gì cũng xảy ra thôi. Tôi nghĩ á, thôi bà đừng có tìm cách trốn nữa, vô vọng thôi à. Trời, trời đá riết rồi da hết đẹp, có nếp nhăn rồi nè. Chị Mai, đúng như vậy này, em hãy tìm cách ở trong phòng một mình, anh sẽ tới đó nghe. Mi, hả? Nói nghe nè, bộ bà mới đi khách xong rồi bà đi nữa, bà không thấy mệt hả? Có gì đâu, tôi mới chơi đá mà. Trời, có đi tới sáng cũng không xi nhơi nữa. Trời, có nhiều khi hả, còn phấn khích hơn nữa kìa. Bà lú quá không biết gì hết trơn á. Vậy hiểu rồi. Chị em không à, có gì đâu bà ngại. Để lát nữa tôi nói bà Diễm, tôi đi thế bà bữa nay. Nhưng mà tôi nghĩ phải có cái cớ gì thuyết phục á, chứ không thì... Ngọc khỏi lo đi. Tôi vào nghề này cũng bao nhiêu năm rồi, lưỡi rắn cũng không dẻo bằng lưỡi tôi nữa mà. Với lại tôi cũng muốn kiếm thật nhiều tiền, càng nhiều càng tốt, trả bớt nợ cho con mẹ Diễm. Nhất là thời gian nằm giường vừa qua, mất công bà kiếm chuyện với bà nữa. Ừ, cảm ơn Mi nhiều nha. Hình ai vậy chị? Chồng của chị đó. Ủa, chị có chồng rồi hả? Chồng sắp cưới. Nhưng mà đối với chị thì anh đã là chồng rồi. Vậy chồng chị có biết chị bị bắt cóc không? Em nể chị thiệt luôn á, vì em gái mà chị dám hy sinh vậy. Nếu lúc đó chị về thì bây giờ chị đang hạnh phúc bên chồng rồi còn gì. Đó là quyết định nghiệt ngã nhất trong cuộc đời chị, nhưng mà chị sẽ không bao giờ hối tiếc. Nếu như được chọn lại, chị cũng sẽ vẫn làm theo cách đã làm. Chị có muốn xem hình bạn trai em không? Có chứ, em cũng có hình nữa hả? Dạ có. Đây. Trời, bạn trai em đó. Sao lại có hai cái sừng nữa vậy? Thì mỗi lần á mà anh cho em leo cây á là em vẽ như vậy cho bỏ ghét. Bây giờ có muốn chờ dài cổ thì cũng đâu có chờ được. Sao em lại có cuốn sổ này? Đâu phải là sổ của em đâu, em lượm được lúc em dọn phòng của chị với tên Miên hôm bữa đó. Có chuyện gì vậy chị? Chị! Ê mày, không biết từ sáng tới giờ đại ca đi đâu rồi hả? Đại ca đi phi vụ làm ăn chứ đi đâu? Ai có điện thoại cho tôi mừng liền đi. Chị, để gọi thăm người yêu hả em? Trời ơi, ông Siêu đang bị lọt vô ổ phục kích, sắp chết tới nơi rồi mà mấy người còn giỡn nữa. Ê cô em, đừng có giỡn mặt nha, đừng có thấy đại ca tôi chiếu cố rồi muốn nói năng sàm bậy gì cũng được nha. Tôi không có thời gian tranh cãi với mấy người. Bây giờ đưa điện thoại đây, tôi gọi liền cho ông Siêu. Còn không thì mấy người chờ hốt xác ông về đi. Ê mày, có tin con nhỏ này được không mày? Nhanh lên, còn chờ cái gì nữa? Đâu mày gọi giọng thử còn sao? Trời ơi, nhanh lên đi. Mày chạy nhanh lên. Chạy gì cà đời vậy? Dạ. Mẹ đó cái thằng này. Cái gì đó mày? Alo, ông Siêu hả? Ông quay xe lại liền đi, ông đang lọt vào ổ phục kích của tụi nó đó. Tụi nó tào lao cái gì đó? Tính dở chứng phá đám tôi hả? Trời ơi, ông phải tin tôi. Tôi mới lượm được cuốn sổ của thằng Trùm Miên, nó làm rớt. Trong đó nó ghi rõ ràng là chia 5 tỷ cho đàn em như thế nào, đủ hết luôn đó. Thì sao?
Ông vẫn chưa hiểu hả? Nếu như số tiền này dùng để xây dựng sòng bài thì nó đâu cần phải chia 5 tỷ này cho đàn em, đúng không? Ý cô nói là tụi nó cướp tiền tôi rồi chia cho đồng bọn hả? Phải. Sợ gì nó chưa thanh toán ông liền là tại vì nó chờ ông đưa đủ tiền đó. Mày á. Nếu như mà đàng hoàng thì đâu cần thiết phải thay đổi địa điểm. Nhưng mà mình còn giữ giấy tờ đất của tụi nó mà. Trời đất ơi, vàng còn làm giả được, huống chi là mấy tờ giấy lộn đó. Ông nghe lời tôi, ông quay xe lại liền đi, đừng có để mất mưu tụi nó. Mình dừng xe lại. Dừng lại. Dạ. Đại ca, chỗ tụi nó ngoài kia mà. Alo. Tao giữ vali tiền chở đi, mày mang tao vali giấy tờ. Nếu mọi chuyện bình thường, quay lại đón tao. Dạ. Nhớ xuống ống lên đầu khách đi. Dạ. Để phòng dữ hơn. Dạ đây ca. Siêu đâu? Mày hiểu gì tao hả mày? Mẹ! Mẹ! Tụi mày chơi tao bắn chết mẹ tụi mày! Mày! Mày á, lần sau mà mày còn cãi lời tao, mày tới số với tao nha. Chị nói gì vậy? Tôi không hiểu gì hết á. Nói gì hả? Mày ở đây, mày làm gái, chứ không phải làm tiểu thơ. Mày đặt kén cá chọn canh. Tao á, tao kêu mày ngủ với thằng nào, mày phải ngủ với thằng đó. Mày cãi lời hả? Thì ăn thẹo nha con. Chị chứ ngủ với anh hai, có ăn thẹo không? Chuyện này chuyện của tôi, anh không nên xí vô. Nhưng mà anh hai kêu tôi mang Ngọc qua bên tư dinh của anh, thì sao? Anh tính hả? Ừ. Tôi không tin. Hồi đó giờ anh tính tôi có thích gái ở đây. Cô không tin à? Vậy để tôi gọi báo cho anh biết. Ờ, khoan đã. Tại sao anh tính lại biết Ngọc? Thì tôi nói. Cái gì? Tại sao anh lại nói? Cô cũng biết mà. Anh hai cũng bám gái, cũng giống như hai lé chồng cô vậy thôi. Chứ khác biệt ở đây á, là ông rất thích rau sinh thái. Nhưng con Ngọc, nó đã... Rau chín bụng 2-3 lần. Rửa đi thì cũng sạch thôi mà. Mấy người coi tôi là cái gì vậy? Coi tôi là hàng quá hả? Nè cô em. Nói cho cô em biết. Nếu như bây giờ mà cô em lọt vô mắt xanh của anh hai, thì cô em chỉ phục vụ một người thôi. Còn nếu cô ở đây, hàng ngày cô phải phục vụ đủ loại đàn ông ở trên đời này hết. Cái nào hơn? Anh đầu tê vụ này để anh phá đám tôi phải không anh Quy? Tôi với cô ngồi chung một xu mà. Phá đám cô làm cái gì? Nếu vậy sao lại giới thiệu Ngọc cho anh tính? Đơn giản thôi. Nếu như để cô ở đây, cô sẽ bỏ trốn lần nữa. Như vậy đồng nghĩa với cái chết. Không phải là trước nếu như tôi can thiệp không kịp thì cô đã bất tử cô chết rồi sao? Mà nếu ở đây thì ai cũng biết. Con kiến còn không thoát được. Tại sao làm những chuyện này cho nó? Anh có tình ý với nó đúng không? Tùy cô. Muốn nghĩ sao cũng được. Đi. Buông tôi ra đi. Tôi không có muốn đi. Không đi không được. Đi. Đứng lại. Sao đây? Cô dám chống lại anh hai à? Ok. Không nói nhiều. Tôi sẽ gọi cho anh hai. Đó là cô không tin ảnh, không phục ảnh. Khoan. Anh hãy nhớ những gì anh làm hôm nay đó. Đi. Cô đẩy. Đi lên. Từ từ tôi đi.
đứng lại. Tránh ra. Tao nói mày tránh ra. Buông tôi ra. Vậy là sao đây? Đại ca uống nước đại ca. Chỉ một mình đại ca chạy thoát thôi hả? Còn mấy anh em mình đâu? Đi mình đi. Mẹ đâu? Giết hết tụi nó đi. Mẹ nè. Muốn đạn. Chủ à. Đại ca. Đại ca. Đi đâu? Có sao không đại ca? Mẹ tụi mày. Có sao không anh? Muốn đầu báo nè, mình phải trả cho anh em. Tụi bay góp hàng cho tao. Muốn tụi nó để lâu tụi nó vừa đấu bây giờ. Dạ. Dạ đại ca. Đi. Ông Xuyên, ông đang sức tàn lực kiệt như vậy, chuyện nó để sao được không? Mày im. Mày mà nói một tiếng nữa mày bắn mày đá ốc. Anh bình tĩnh đi. Tao mà không xử tụi nó hết trong ngày hôm nay, giang hồ không ai còn coi tao ra gì nữa. Mày ăn tiền của tụi nó hay sao mà cản tao? À! Anh đang nói gì kỳ vậy? Nếu như mà không có chị Hiền phát hiện được âm mưu của tụi nó thì anh còn sống tới bây giờ không? Thôi bỏ đi. Em đã huy động hàng họ và anh em xong hết rồi đại ca. Tôi nợ cô cái mạng này. Nếu như tôi còn sống quay trở về, tôi sẽ thanh toán sòng phẳng cho cô. Hai thằng này ở nhà coi sau. Còn tụi bay đi theo tao. Dạ. Anh không ngờ em cũng diễn xuất tốt quá chứ. Em run muốn chết luôn vậy đó. Lúc đó em sợ mụ Diễm mà phát hiện là anh em mình sẽ chết chắc luôn. Chúc mừng em đã thoát khỏi đồng quỷ. Anh Huy à, em cảm ơn anh nhiều lắm. Em không biết làm gì để trả ơn anh nữa. Làm gì à? Em chỉ cần quên hết những ngày tháng đen tối vừa rồi và cố gắng sống tốt quãng đời còn lại. Anh chỉ hy vọng vậy thôi. Anh hy vọng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Anh Huy, anh có chắc là anh không gặp nguy hiểm gì vì cứu em không? Anh đã nói rồi mà, anh không nhắc lại đâu. Vậy mai mốt em có còn được gặp anh nữa không? Sao lại không? Giữa anh và em đâu phải là những bức tường, mà chỉ là một cánh cửa khép hờ giữa hai trái tim. Nếu như em chấp nhận mở nó ra, anh cũng sẵn sàng bước vào. Ngọc à, cuộc sống của em và cuộc sống của anh bây giờ chưa thể giao thoa với nhau được. Nhưng hãy tin anh, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, anh sẽ chủ động tìm em. Thank you.
Tao đã nói với mày rồi, mày đừng có làm ầm lên như vậy. Mày chỉ được ăn đạn thôi chứ không có lợi lộc gì đâu. Tao thì tao không có chịu được cái cảnh chung đụng với nó. Nếu nó giết em mày á, mày có nhìn nổi không? Giang hồ mà, nợ máu với nhau là chuyện bình thường. Nhưng hoàn cảnh bây giờ thì có ân oán gì cũng phải gác qua. Quan trọng là việc lớn. Việc lớn cái con mẹ gì hả? Nó chẳng qua cũng chỉ là thằng đâm thuê chém mướn cho lão già thôi. Chứ giờ ông muốn sao? Tạo phản ông lão để lên làm trùm hả? Đừng có nói tào lao vậy. Tao không có cửa đâu. Tao là ức cái vụ thằng Tám mặt quỷ thôi. Nhưng mà nói gì thì nói, ông cũng để ông dữ lắm, ông mới chịu xuất hiện ra để dàn xếp vụ bất hòa này. Biết chuyện gì chưa? Mà ngồi đó rung đùi vậy? Bình tĩnh đi. Có chuyện gì mà lồng lộn lên vậy? Công an đánh hả? Còn tệ hơn nữa. Chứ là chuyện gì? Giữ ta. Em uống luôn ly này đi. Tôi đang bực bội, đừng có cà khịa với tôi. Mà vụ gì mà nói tôi nghe coi. Thằng Quy nó đem con Ngọc đi rồi. Cái gì? Thằng Quy nó dám đem con Ngọc bỏ trốn hả? Trốn con khỉ. Nó đường đường chính chính đem con Ngọc ra khỏi nhà hàng. Nó nói đem qua mua vô cho tính cùi. Mẹ nè, tính cùi mà cũng mắm gái nữa hả? Nó là chà chê mà thuộc loại dây ngầm. Mà bà có chắc là lệnh của tính cùi không? Thằng Huy có được điện thoại cho tôi nói chuyện với tính cùi, mà tôi không có dám. Sợ ổng nghĩ mình tính toán rồi quạnh quẹ với ổng, nên thôi. Nè, con Ngọc nó là con nào? Sao tính cùi biết? Nó mới vô làm, mặt mày cũng tạm được. Còn chuyện tính cùi nó biết á, thì chắc Nguyên nó học lại. Để làm cái gì? Để con Ngọc qua bên đó mua vô cho tính cùi, coi như là cứu nó. Hỏi gì mà ngớ ngẩn vậy? Nếu bà nói như vậy, nghĩa là con Ngọc một đi không trở lại à? Vậy là không được. Bây giờ tôi phải qua gặp tính cùi, hỏi cho ra lẽ. Dẹp đi, bộ nhớ nó quá hay sao? Qua đó tìm. Bà có biết không? Nó là hàng của mình, bây giờ phải đi qua đậu lại chứ. Không lẽ cho không vậy hả? Chuyện đó để tôi lo. Đương nhiên là không có chuyện tôi để sổng như vậy đâu. Nhưng cứ để tính cùi thưởng thức nó vài bữa coi sao, coi coi ổng có động tĩnh gì hay không, rồi lúc đó mình mới tính, biết chưa? Ổng ăn của tôi thì phải chịu nhả ra cái gì đó chứ, chứ đâu phải của chùa, đúng không? Tụi bay nhanh lên, đi qua mấy cái sòng bạc ở bên biên giới để kiếm cổ. Tại vì chị Quỳnh có nói là Hai Hiền đang ở trỏng. Biết bao nhiêu cái sòng bạc, anh liệu có tìm nổi không? Tìm không nổi, anh cũng phải tìm. Bây giờ chẳng thà là anh đi, rồi anh chết mất xác luôn cũng được. Chứ anh không thể nào mà anh ở đây chờ đợi một giây một phút nào nữa. Em có biết là mỗi ngày trôi qua là anh đau khổ, anh dằn vặt như thế nào không? Anh ba ơi, tất cả không là lỗi tại anh.
Nếu mà lúc đó anh không làm mất cái bóp thì làm gì mà có nghịch cảnh như vậy? Anh đừng có tự trách mình nữa. Tất cả là cũng do ý trời thôi mà. Ý trời? Ông trời ăn ở không có công bằng. Anh có làm gì nên tội? Anh cũng chỉ là một thằng nông dân hiền lành chất phác. Anh có làm cái gì đâu mà ông trời lại trừng phạt anh như vậy? Tại sao? Tại sao? Ông trả lời cho tôi biết đi! Tại sao? Ba, từ lúc chị hai em mất tích tới bây giờ, không có đêm nào mà anh ngủ được hết. Anh nhắm mắt lại là anh thấy cổ. Nhắm mắt lại là anh thấy cổ. Còn hiện về, cô nói là anh ơi, cứu em, cứu em. Anh không có làm gì được hết. Chị ba vậy? Phải không? Anh có thấy ai đâu. Ô. Em đi đâu vậy? Em đi về, có phải chị ba không? Út Chót, chào anh với Út Chót. Cảm ơn chú. Con gửi tiền chú nè. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, chào cô. Tía ơi! Má ơi! Chị hai! Út Chót ơi! Chị ba về rồi nè. Tía ơi! Má ơi! Tía! Má ơi! Con ba Ngọc về rồi nè, tía má. Má ơi! Má! Má ơi! Má ơi! Má! Chị ba! Chị ba! Má ơi! Má ơi! Ba ơi! Út Chót! Chị vậy thiệt rồi chị ba ơi! Má ơi! Má! Má ơi! Má! Tại sao má lại chết đâu? Tại sao? Nói chị nghe. Tại vì má em hay tin em với hai Hiền gặp nạn cùng một lúc. Quá sốc, má em không có vượt qua nổi. Anh ba, anh nói cái gì? Chị hai bị cái gì? Nếu ông lão cho tám mặt quỷ gia nhập tổ chức của mình á, không biết đại ca có để yên không ha? Mày đi theo đại ca bao nhiêu lâu rồi mà mày không biết tính ảnh hả? Ủa, tính ảnh sao anh? Cái thằng này tướng con người nhưng mà cái đầu á là đầu bò. Tao nói mày thù dai thù giặc là ổng chơi hết, mà thù theo hệ thống tính theo dân số trên thế giới á là tao nói mày không ai bằng ổng hết, mày hiểu không? Ý anh còi nói đại ca tính đàn bà hả? Chứ sao, tao nói mày về ngoài ổng sần sùi vậy á mà bên trong á mày miếu lắm.
Mày thử nghĩ đi, ổng có tha cho tụi tám mặt quỷ không? Đúng chưa? Đúng á, vô đi. À, vô đi. Vô. Vô, vô. Vậy đại ca của mình chuyến này chuẩn bị một phen sống máy tụi nó phải không anh? Thì tao đã nói rồi. Thấy không? Bây giờ á, đang lúc yên lành nè, không chịu ở nhà coi sòng bạc. Lo hưởng thụ đi. Mình giang hồ mà, thằng nào không mê gái gú tiền bạc. Tụi mày chém người ta một cái, người ta cũng chém tụi bay một cái. Lỡ mà đứt nè, đứt cánh tay nè, chột con mắt, gác kiếm là ăn mày suốt đời luôn, hiểu chưa? Ok, vô, vô. Vô, vô. Đúng là Nguyễn Thị Đặc Hùng này dẫn chúng ta vào chỗ chết rồi. Mày em mày, mày dám nói anh hai là Nguyễn Thị hả? Cái tên này tao thích nè. À, vô. Vô. Nguyễn Thị Đặc Hùng. Bảo mày vậy. Dạy mày. Ê, ngồi xuống mày. Ngồi xuống. Nó làm nhanh dễ sợ, đúng là cao thủ. Còn phải nói, thì đó là nghề của nó mà. Có cái gì đâu mà tụi bay ngạc nhiên. Có điều nó dám dừng ở đây á, giỡn mặt với tụi mình, chứng tỏ là thằng này cũng quái lắm. Tao khoái mấy thằng kiểu như vậy nè. Ngày mai tụi bay đi tìm hiểu thử coi, coi nó là thằng nào. Anh ba nói thằng đó tên là cái gì? Siêu suối. Em biết nó không? Siêu suối. Em có nghe qua tên này. Đúng là hắn. Đúng là đồng bọn của mụ Diễm rồi. Nếu chị hai biết chị ba có ngày trở về được thì chị hai không quyết định già dột vậy đâu. Út, em đừng có phán xét chị hai mình như vậy. Em phải đặt em trong hoàn cảnh của Hai Hiền thì em mới thấy đây là một sự hy sinh cao cả. Bản thân của anh tuy là rất đau đớn, nhưng mà anh cũng thông cảm cho quyết định của chị em. Còn em là em ruột, tại sao em lại nói như vậy hả? Em sai rồi. Em hồ đồ quá. Tất cả cũng tại em mà chị hai mới như vậy. Bây giờ chị về rồi, chị tố cáo bọn chúng để cứu thoát chị hai đi. Tố cáo bọn chúng hả? Dù ít thôi, tụi nó đã mua chuộc hết cảnh sát rồi. Em không tin. Chỉ có một số ít ở địa phương thôi. Tía từng nói á, tìm lên cấp cao để mà tố cáo bọn chúng. Không thể như vậy được. Nếu tụi nó mà phát hiện ra chị có liên quan đến chuyện này á, không chừng là tụi nó còn thủ tiêu luôn chị hai á, để trả thù chị đó. Chị ba của em nói phải rồi. Cái bọn lòng lan giả xối này có chuyện ác ôn nào mà nó không dám làm. Vậy chị tính làm gì để cứu chị hai đây? Bọn khốn nạn đó, chị thề với em là chị sẽ bắt từng đứa một phải trả giá. Ý em là sao? Em có cách của em. Chính em sẽ cứu chị hai ra khỏi chỗ dơ dái đó. Không, em không thể đơn thân độc mã trở lại chỗ nguy hiểm đó được. Nó rất là nguy hiểm. Chị ba, bộ chị tính chị sống trong đó đủ lâu, để đủ biết chỉ có cách này mới cứu chị hai ra được thôi. Anh ba và Út phải tin em chứ. Nhưng lỡ chị có chuyện gì rồi sao? Không được đâu chị ba ơi. Nhà mình tan nát như vậy rồi, em không muốn có thêm sự mất mát nào nữa đâu. Em im đi. Em nói cái gì chứ? Em thừa biết nhà mình ra cái cảnh này là do ai. Nếu chị mà không làm như vậy hả, chị có còn là con người nữa không? Hả? Anh ba, anh coi chị ba Ngọc kìa, anh nói gì đi chứ. Được rồi. Anh nghĩ trước khi em muốn thực hiện điều gì đi nữa,
thì em nên gặp tía và thằng Tư Nghĩa một lần cái đã. Em lọt chú bắt tụi nó rồi. Nhưng mà anh nói giùm em với cái cô bị giật đồ, cho em xin lỗi. Em giật mạnh quá. Nghe nói nè. Thôi giờ em về đi, mai nhận nhiệm vụ mới. Em về cẩn thận nghe. Em biết rồi. Em đi đây. Em gái đi đâu vậy em? Đi đâu vậy? Đi đâu vậy em? Buông tôi ra. Trời ơi, quẩy đẹp quá. Con hai rồi xinh dữ vậy. Ba anh làm cái gì vậy? Tôi la lên bây giờ đó. Trời em la đó. Trời em la đó, em la đi. La đi. La đi, la đi. Làm gì vậy? Bỏ người ta. Mày làm thằng nào vô hóa đám tộc? Anh đã chết người ta bây giờ đó. Gì mà anh gì đâu? Còn mày nữa, biết mẹ mày đi. Anh sao vậy? Anh có cần hiếu chiến như vậy không? Tía. Tía nhớ ai đây không tía? Bà Ngọc hả bây? Tía nhận ra con hả tía? Tao cha mày, tía có khùng đâu mà không nhận ra con hả con? Ủa mà rồi con đi đâu lâu quá mà tía không gặp vậy? Tía ngồi đây đi. Mày đi đâu lâu quá tía không gặp con vậy? Chị ba lên Sài Gòn làm việc, bộ tía không nhớ sao? Đúng nhớ rồi, rồi. Đi bán quần áo cho con nhỏ gì đó phải không? Đúng rồi tía. Tía, con nhớ tía lắm tía ơi. Tía cũng nhớ con. Tía muốn về gặp con mà không ai cho tía đi hết. Bà Ngọc ơi, xin bác sĩ cho tía về đi con. Tía về tía gặp con. Rồi tía về đó, tía nhang khói cho má bay bàn thờ của bà bỏ đêm nào cũng lạnh lẽo hết trơn á trời. Tía, tía biết chuyện má mất hả tía? Biết. Tía biết thiệt hả? Đêm nào tía cũng trằn trọc nhớ má bay. Đêm nào ta cũng ngồi ta nói chuyện với bà hết. Bà mất rồi, bây giờ tía sống với ai hả con? Ủa? Rồi con hai nó đâu, nó không vô thăm tía vậy? Con nói với tía là chị hai đi buôn chưa về mà tía. Nhưng mà rồi nó mới lấy chồng mà nó đi là thằng chồng nó cho hả? Hả con? Rồi thằng Tư á, nó cũng đi học rồi bình thường vậy hả? Học đại học á, đúng không? Anh Tư mới nhận học bổng á tía. Tía yên tâm đi, vài bữa anh cũng thăm tía thôi hả? Ta biết mà, nó giỏi lắm. Con của tía không có uổng công mà tía má lo cho nó học hành. Giỏi à. Có hiếu lắm mà, giỏi, thương, có hiếu lắm mà. Không khóc nữa con ha. Nó có hiếu lắm mà. Con tía mà.
Anh ba, sao rồi anh? Anh điện thoại cho chú Hào hoài mà không được. À, hay là bây giờ mình qua tiệm xe của chú đi, không chừng có anh Tư Nghĩa ở bển. Tía, tía, bây giờ con đi về nha tía. Rồi mai mốt á, con sẽ lên đây thăm tía. Ừ, nhớ thăm tía. Đừng có bỏ tía một mình đây, tía buồn lắm. À, thôi, con về nha bác Năm. Con về nghe tía. Ừ, mày là thằng nào kêu tao bằng tía? Con là ba Hiếu, chồng có Hai Hiền nè. Hai Hiền nào? Con ngồi đi. Cô Xuân nè, tôi nghĩ là cô không nên đến đây. Khu này bây giờ phức tạp và nhiều tai nạn lắm. Đúng ra tôi đến đây với ba của tôi, nhưng tại vì cuối cùng ba tôi có khách cho nên phải ở lại tiệm. Bộ không còn nơi nào khác để thuê hay sao? Cô thấy đó, bây giờ chỉ có ở đây thì chúng ta mới dễ dàng trà trộn vào đám tội phạm đó thôi. Vậy tình hình tới đâu rồi? Thật ra bây giờ cũng chỉ đang tiếp cận mục tiêu thôi. Tôi nghĩ bây giờ anh vẫn còn thời gian để suy nghĩ lại liệu anh có nên bỏ hết tương lai vì chuyện này hay không. Nếu như cô đến đây để nói với lời này thì đừng bao giờ đặt chân đến căn nhà này nữa. Trời ơi, Tư Nghĩa à, em thấy anh càng ngày càng quá đáng lắm đó. Quá đáng hả? Cô nói tôi quá đáng hả? Cô phải thừa hiểu hoàn cảnh của tôi bây giờ ra sao chứ. Tại sao cô còn nói những lời dớ dẫn như vậy được nữa? Hiện tại bây giờ cuộc sống của tôi chỉ là một bóng đêm mờ mịt thôi. Cô nhắc tới tương lai không còn là cái nghĩa địa gì nữa đâu. Tôi nói thật với cô nha, cuộc sống của tôi sẽ không còn một ý nghĩa nào hết nếu như tôi không tìm được chị Hai, chị Ba tôi trở về, tránh khỏi tay cái bọn súc sinh mang rợ đó. Ngày hôm nay chỉ là bước khởi đầu trong chính căn nhà này. Vậy mà cô đến đây nói những lời đó, tưởng làm nhục ý chí của tôi được hả? Anh biết tôi không có ý đó mà. Tôi đi đến đây bởi vì tôi lo cho anh. Dù sao thì tôi cũng coi cô và chú Hào là ân nhân cứu mạng tôi. Sau này nếu như tôi còn sống thì tôi sẽ quay lại báo đáp. Nhưng mà cũng may con Ngọc nó trốn được khỏi nơi này, chứ nếu không á thì nó cũng giống như tôi thôi. Anh Tính hả? Anh đang ở đâu vậy? Mấy con ngồi đi. Dạ. Nãy giờ chú lo tiếp khách nên không biết điện thoại hết pin, hèn chi tụi con gọi không được.
Vậy mấy đứa con mới đi thăm tía về à? Dạ phải. Dạ. Dạ. À. Con có nghe Út Chót nói về ân cưu mang và bảo bọc của chú với Tư Nghĩa và tía của con. Con thật sự là không biết làm sao để cảm tạ ơn chú nữa. Thiệt tình, Út Chót này. Ba Ngọc à, chú nói rồi, chú coi thằng Tư Nghĩa cũng như con cháu trong nhà, với mấy đứa cũng vậy. Đừng có nói chuyện này nữa, chú ngại lắm. Đúng là trong cái rủi còn có cái may. Thật ra nếu trong cơn đại họa này mà gia đình con không có bàn tay nâng đỡ của chú thì có lẽ là mọi thứ đã chạm đến tận cùng thảm kịch rồi. Nói gì thì nói, mọi chuyện sẽ trở nên vô nghĩa nếu cuối cùng sự mất mát của gia đình các con không thể tiêu tan đi để cuộc sống trở lại bình thường như trước. Chú Hào, Tư Nghĩa đâu chú? Tư Nghĩa? Dạ. Nó đâu có làm ở đây nữa. Ủa chú, chú nói như vậy là Tư Nghĩa đã nghỉ việc ở đây rồi hả? Không hẳn là như vậy. Thật ra Tư Nghĩa nó biết chuyện của con với lại Hai Hiền gặp nạn, cho nên là nó liên hệ với bên cảnh sát để nhờ giúp đỡ. Thì ra cái băng đảng tội phạm đang giam giữ tụi con đã bị cảnh sát theo dõi từ lâu rồi, nhưng mà chưa đến thời điểm phá án nên họ cũng chưa giúp được gì cho Tư Nghĩa hết. Tuy nhiên họ đã có một lựa chọn khác để dành cho nó. Ý chú là sao? Alo, con nghe chú Hậu ơi. Alo, Tư Nghĩa đó hả? Dạ. À, con Xuân đâu rồi con? Chị Xuân hả chú? Con vừa mới tiễn ra khỏi đầu ngõ nè. À, vậy hả? Nè, có một người muốn nói chuyện với con. Dạ. Nè, nè con. Alo, Tư Nghĩa hả em? Chị ba hả? Phải, chị ba nè. Mà sao tự nhiên? Trời đất ơi, em có nằm mơ không vậy chị? Mà tự nhiên chị lại ở cửa hàng xe gắn máy làm gì? Chuyện dài dòng lắm, em qua đây liền đi. Rồi có gì chị em mình nói nhiều hơn ha. Em qua đây liền nha. Dạ rồi, chị chờ chút xíu nha. Em chạy qua liền, nghe chị. Chị chờ em nha. Chị chờ em. Ê, nói kìa mày. Thì ra là mày. Nè, tụi bay đồng bọn của tụi thằng chơi sao đúng không? Nó nói gì mày? Ai biết. Chắc nó cướp giật nhiều quá gây thù chú quán chứ gì. Không có biết tụi bay là ai. Tao hỏi tụi bay là đây muốn cái gì? Muốn quậy được không? Giờ sao? Mẹ, chấp hai thằng tụi bay luôn đó. Mày là cái thằng giật đồ, nổi đình nổi đám thời gian gần đây đúng không? Tao nè, muốn gì? Đây là địa bàn của tụi tao. Mày tới đây ăn hàng mà không biết cúng tổ, bất kính với đàn anh hả mày? Nói tụi bay nghe, tao không cần biết tụi bay là ai hết. Cút, đánh xa khỏi nhà tao ra, được không? Thôi,
giỡn với mày thôi. Mày cá lắm. Tao tới đây là để mời mày về gặp sư huynh. Ok. Tính sao đi. Tao có chuyện gấp phải đi rồi. Anh còi mờ mà mày dám từ chối hả? Mày tưởng mày là ai vậy? Anh còi. Mời cô. Dạ. Đời anh chỉ có cái này là sướng nhất. Đúng là thú vui tao nhã của bậc quý tộc. Đâu có, ngoài nhạc ra phải có gái nữa chứ. Đúng. Thằng nào mà không mắm gái. Nhưng cô thử nghĩ xem, ở đẳng cấp như anh bây giờ á, thì gái nào mới xứng. Quả mai chỉ có người mẫu hay là hoa hậu mới lọt vào mắt xanh anh thôi. Nhưng nhiều khi cái bản ngã đàn ông nó nổi hứng bất tử. Cô nào cảm thấy vừa mắt thì cũng làm anh thỏa mãn, đúng không? Cô qua đây để nói năng lung tung kiểu này đó hả? Hay là... Bữa nay muốn anh đổi món phải không? Ờ, à, bậy. Em sao đủ đẳng cấp để phục vụ cho anh? Anh chỉ thích đao sạch mà thôi. Đúng vậy. Không chỉ sạch mà phải thơm nữa mới được. Vậy nên em mới cảm thấy ngỡ ngàng khi anh chấm lính của em đó. Lính của cô? Anh có liên quan đến lính của cô à? Té ra anh cũng là nạn nhân giống em sao? Nạn nhân gì? Chiếu tướng. Trời ơi. Đúng là cao thủ. Cậu đi nước cờ quá độc. Hay lắm. Hên thưa chú. Chú đánh cờ cũng chắc tay lắm đó. Ủa, sao nãy giờ tôi không thấy Thiếu Diễm? À, cô mới đi đâu nãy giờ đó. Cậu, mình chơi thêm ván nữa nghe. Chơi với cậu tôi cũng học hỏi được nhiều cái lắm đó. Nhưng mà chú đánh cờ vậy hoài không sợ bị la? Dạ, công việc tôi làm xong hết rồi, tôi chơi một chút chắc cũng không sao đâu. Dạ, em nghe anh. Dạ, em tới liền. Ủa, có chuyện gì vậy cậu? Không có gì đâu chú. Nhưng mà để bữa khác đánh nha. Bây giờ tôi có chuyện phải đi rồi. Dạ, dạ cũng được mà. Ốc nguyên con luôn chú anh. Chào anh. Thằng này sao tao thấy nó quen quen ta? Hình như là tôi đã gặp anh ở đâu rồi thì phải. Hồi đó ông bán xôi dạo á, mày ăn xôi của ổng lần nào chưa? Mày nhảm mày. Tào lâu. Tao bán kem dạo chứ bán xôi dạo hồi nào. Tôi nhớ rồi. Thì ra là anh là cái người đó hả? À, chính xác rồi. Hai cha nội này chui vô ống cống làm gì vậy ta? Không lẽ ông săn pha chị? Tụi mày nói cái gì vậy? Mày nói nhảm hả mày? Cái thằng này chính là cái thằng tao cứu nó. Ý lộn, nó cứu tao. Kỳ mà tao đụng với tám mặt quỷ á, tụi nó đang truy sát tao là thằng này nó cứu tao nè. Ồ, tao không ngờ hôm nay có ngày gặp được mày. Ê, nói nghe nè, mày tên gì vậy? Nghĩa. Biệt danh? Tôi mới vào nghề nên là chưa có biệt danh. Ờ, à, ok. Tao đặt cho mày một cái tên. Tao đặt mày tên là Nghĩa Hốt được không? Nghĩa Hốt? Ờ. Là sao tôi không hiểu? Thì trong một thời gian ngắn nè, mày chuyên môn hốt những phi vụ đó. Cho nên bây giờ tao đặt mày là Nghĩa Hốt luôn. Tên này hay với anh coi. Chứ sao? Vô. Vô mày. Tao nghe nói á, là bây giờ mấy thằng giang hồ mà giật dọc á, là mấy thằng tép riêu. Trước sau gì hình sự nó cũng rờ gái hết à. Mày muốn lên đời á, là mày phải vô băng của tụi tao.
xã hội đen thứ thiệt luôn. Sao? Suy nghĩ đi mày. Tại sao anh muốn tôi gia nhập băng nhóm của tụi anh? Thứ nhất là tao với mày có duyên với nhau. Thứ hai á là băng tụi tao đang tuyển chọn lính mới và rất cần những thằng liều mạng như mày đó. Nè, tụi tao không phải là băng xã hội đen thuần tí đâu nha, mà tụi tao còn là... Ok, mời anh em, tôi cũng muốn thử coi sao. Vô, vô. Vô. À, vô vô vô. Rồi, ok, chúc mừng vô. Đi. Bây giờ mấy anh em mình uống mừng người mới nè. Nè, chạy lên đình luôn. Vô. Chú gia nhập tổ chức được bao lâu rồi hả Quy? Lại có chuyện gì khiến anh phải nghi ngờ em nữa à? Cứ trả lời tôi trước đã. Dạ, 4 năm. 4 năm. Vậy chứ trong 4 năm qua chú có việc gì nói dối hay là qua mặt tôi chưa? Anh thừa biết là không mà. Đời người ai cũng có lúc sai lầm. Chẳng lẽ chú lại hoàn hảo như vậy sao? Suy nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời cho tôi nghe. Dạ không. Mày đâu? Tại sao mà dám nhân danh tao để đi gặp Thúy Diễm hả? Anh hai, anh nói cái gì vậy? Em không hiểu gì hết. Một người ở đẳng cấp như anh làm sao có thể để cho mình phạm phải một sai lầm sơ đẳng và ấu trĩ như vậy hả anh Huy? Hay anh nghĩ tôi quá bạc nhược đến mức không dám hé răng ra hỏi anh Tính về chuyện của con Ngọc? Anh hai à, thật ra mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Đời tao chỉ có lừa người khác chứ không chấp nhận bị người khác lừa. Tao cho mày một phút để nói cho lọt lỗ tai của tao. Nếu không, để lại một chút thịt kỷ niệm rồi xéo vĩnh viễn khỏi chỗ này. Thật ra nếu như bây giờ anh cho em làm lại, em cũng không thay đổi quyết định của mình. Em không bao giờ nghĩ chuyện cứu con Ngọc là sai lầm của em hết. Chú lợi dụng danh nghĩa của tôi cứu một con nhỏ cắt ké nào đầu tổ, đã phạm sai lầm quá lớn của tổ chức mà không cho là nghiêm trọng à? Hình như anh đang đưa mình vào thế bí thì phải. Đơn giản một điều, tôi không muốn con Ngọc chết trong tay cô. Chú khoan nói đến lòng khoan dung bất thường của chú. Tôi hỏi chú nè, trong cái nhà hàng đó có cả chục cả trăm đứa, tại sao chú lại giúp con bé đó? Nó có gì đặc biệt hả? Cô Ngọc không có gì đặc biệt, nhưng ở cậu có một sự khác biệt khiến em không thể không động lòng chắc ẩn. Sự khác biệt gì? Thật ra em không phải là con út trong nhà. Em vẫn còn một đứa em gái nữa, nhưng nó đã chết từ lúc 8 tuổi do lỗi của em. Vì vậy mà từ đó tới giờ không lúc nào mà lương tâm em không cắn rứt vì chuyện đó. Cho tới khi gặp Ngọc, cô ta làm em choáng váng vì cô rất giống em gái út của em. Đây, anh hai coi đi, xem em có gạt anh không. Có giống con Ngọc gì đó không? Em thấy nhìn nó quen quen á. Quen thì đúng rồi, vì cô là hàng xóm của Ngọc từ nhỏ, trong khi bé Ngọc rất giống em gái của tôi, đúng không? Tại sao anh lại cắt những người xung quanh vậy? Tôi có mối quan hệ không tốt với gia đình của mình, tôi không muốn nhìn thấy mặt họ. Ý anh muốn nói
Vì con Ngọc nó giống em gái của anh nên anh thương hại và cứu nó. Đó là lý do duy nhất. Tôi đã từng cắn rứt lương tâm mình một lần rồi. Tôi biết đau đớn như thế nào. Tôi không muốn lặp lại chuyện đó một lần nữa. Không phải vì cô mà cô Ngọc đã muốn tự tử nhiều lần rồi sao? Hả Diễm, có chuyện đó không? Đúng vậy. Nếu mà không làm mạnh tay thì làm sao quản được tụi nó. Còn chuyện nó yếu bóng vía tự tử, cái đó ngoài tầm kiểm soát của em. Anh cũng làm nghề này, anh thừa hiểu mà. Có đồng tiền nào mà nó chạy vào túi của mình mà không giấy máu đâu, đúng không? Vậy bây giờ con bé đó đâu? Dạ em không biết, nó được tự do rồi. Chú không tính đến việc nó đi tố cáo sao? Chuyện đó thì anh yên tâm, em chắc chắn không có. Em đã cảnh cáo nó rồi mà. Làm sao anh biết chắc chắn là nó chịu ngậm miệng lại? Thứ nhất, tôi là ân nhân của nó. Thứ hai, nó thừa biết thế lực của tổ chức mình như thế nào. Nếu như nó tố cáo cũng vô ích mà lại mang tiếng vô ơn nữa, chắc chắn là nó sẽ không làm. Cô khỏi lo chuyện đó đi. Tôi không lo sao được. Anh có biết tôi tốn bao nhiêu tiền cho nó không? Vậy hả? Vậy thì cô nói đi, cô cần bao nhiêu tôi sẽ trả cho cô, coi như là tôi chuộc cô Ngọc. Cái tôi mong đợi không phải là tiền mà là một hình phạt nghiêm khắc dành cho anh. Anh mang danh là thanh tra giám sát mà không làm gương thì còn ai coi cái luật lệ tổ chức này ra cái gì nữa. Mong rằng anh sẽ không làm cho em và các anh em khác thất vọng. Chú thiệt là già cái đầu còn ngu. Em xin lỗi. Là chị gửi lời thăm nha. Vậy nha, em phải đi đây. Chị ba. Chị ba. Chị đi vậy tụi em liên lạc với chị sao? Em nè, chị sẽ chủ động liên lạc với Út. Chị hứa với em mà. Chị đi rồi có về với em nữa không? Chuyện này sẽ sớm kết thúc. Em ở nhà nhớ lo cho tía. Chị ba đi nha. Chị ba. Chị ba đâu? Chị ba đâu rồi? Anh đi đâu giờ này mới về hả? Anh có chuyện quan trọng không thể về được. Quan trọng? Có quan trọng bằng gặp chị ba không? Tư Nghĩa à, anh ham nhậu tới mức độ như vậy hay sao? Thôi, tôi không phải như cô nghĩ đâu. Tôi sẽ giải thích cho cô nghe sao. Nhưng mà bây giờ nói tôi nghe đi. Chị ba đâu rồi? Chị ba của tôi đâu rồi? Nó đi rồi. Chị đi đâu vậy? Sao mà anh không giữ chị lại cho em? Nếu như mà mày biết nó đi đâu, mày sẽ còn cắn rứt hơn nữa. Tao hết nó nổi mày rồi. Bà nói gì? Thằng Huy dám lừa mình sao? Nếu lần này ông tính mà còn dơ cao đánh khẽ nữa thì tôi
sẽ không để yên cho đâu. Mẹ nó không cần tính cùi. Bây giờ tôi đi xử nó liền nè. Nếu mà không xử nó coi mình ra gì nữa. Tụi bay đâu, theo tao. Khoan đã, anh mà manh động thì hư bột hư đường hết. Sao bà nhát quá vậy? Đây là cơ hội tốt nhất để xử nó. Vì con Ngọc là tài sản của mình mà, đúng không? Đúng là vậy. Nhưng tôi đã bán cái vụ này qua cho tính cùi xử lý rồi. Anh mà ra tay trước á, thì ông sẽ có cớ để bao che cho thằng Quy. Rồi sau đó thì què cả làng. Cái đầu thêm chút xíu muối đi. Ý bà nói ổng cho chìm xuống vụ này luôn đó hả? Đúng. Nếu ông cứ bộp chộp làm bậy, chỉ một hai bữa nữa thôi mà không có động tĩnh gì của ổng, mình xử lý thằng Quy cũng chưa muộn mà. Mày ra đó. Cứ tưởng là có cái cớ để dọc đẹp tụi nó rồi. Ai ngờ. Bà nhìn cái gì vậy? Bà làm gì như người bị thôi miên vậy?